Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 881, bí mật của Ngưu Xuyên. Dám giở trò trước mặt tôi à? Tuy tôi không biết sức lực cậu đến đâu, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu to gan đó. Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, dù cậu có bản lĩnh như nào thì cậu không thể tưởng tượng nổi thực lực của gia tộc ẩn giật đâu, cậu nên dừng tay đi. Hứa Phụng Thiên đầy tự tin nói, trông cực kỳ bá đạo. Quả thật ông ta có tư bản độc tài, bởi vì trong mắt ông ta, dù Chu Dương có vùng vẫy như nào cũng không phải là đối thủ của gia tộc ẩn giật. Tôi không hiểu ý của ông. Chu Dương tiếp tục giả ngốc. Hừ, danh con, cậu luôn miệng nói là do Hứa Gia ra tay với cậu trước, ép cậu tới đường cùng nên cậu mới nói là muốn chống lại Hứa Gia. Cậu nói nghe rất đáng thương, nhưng thực chất trong lòng cậu lại không hề nghĩ như vậy. Chắc hẳn cậu có năng lực nhất định nên mới ra tay vô cùng tàn nhẫn, Hứa Phụng Lai là do cậu giết đúng không? Hứa Phụng Thiên đập bàn, hừng hực khí thế. Chu Dương cũng bị một phen hoảng sợ, nghĩ bụng cuối cùng cũng nhắc tới vấn đề chính rồi. Lần này Hứa Phụng Thiên ngoài việc tới tìm mình để thăm dò, có lẽ ông ta còn muốn tới hỏi tội. Tuy ông ta tự tin đó, nhưng Chu Dương biết rõ ông ta không hề có chứng cứ. Lão tiên sinh, tôi không biết ông đang nói gì. Ông là người của Hứa gia, nên ông thấy tôi ngứa mắt cũng phải. Nhưng chuyện tôi không làm, ông không thể ép tôi nhận được. Tôi không quen người tên Hứa Phụng Lai mà ông vừa nói, làm sao tôi giết ông ta đây? Dù tôi có quen ông ta, dựa vào cơ thể bé nhỏ này của tôi làm sao có thể là đối thủ của Hứa gia các ông chứ? Chu Dương nói vô cùng đúng mực, nói thẳng ra, hiện giờ anh đã nhận ra, khi nói chuyện với lão già này, hai người chỉ cần cãi lộn là được rồi. Dù sao cũng đều là kẻ thù của nhau, cần gì phải nói lý lẽ logic làm gì. Tôi có ngang nhiên nói dối ông thì đã sao? Vốn dĩ tôi muốn làm ông tức giận thì sao tôi phải nghĩ cách giải thích nỗi nghi ngờ trong ông? Không phải tôi giết, nếu ông không có chuyện gì nữa thì mời ông về cho. Chu Dương bắt đầu đuổi người. Hay, hay lắm, nghe Chu Dương nói thế, Hứa Phụng Thiên nói. Với thái độ nói chuyện này của cậu, tôi càng chắc chắn là cậu đã giết Hứa Phụng Lai. Đương nhiên nếu cậu không thừa nhận cũng chẳng sao, tôi cũng không định nói với cậu chuyện này, tôi vẫn giữ quan điểm đó. Cậu kiêu ngạo quá rồi, tuy cậu không nói cho tôi biết thực lực của cậu như nào, nhưng tôi chắc chắn cậu không phải đối thủ của Hứa gia. Thứ mà cậu thấy chưa chắc đã là thật, gia tộc ẩn giật là gì, cậu tưởng chỉ có vài tông sư võ giả đơn giản thôi ư. Hứa Phụng Thiên đứng dậy rời đi, bởi vì ông ta đã đạt được mục đích của mình. Hôm nay ông ta tới không phải để dò xét và cảnh cáo, giờ ông ta đã có kết luận, Chu Dương có giấu giếm kế hoạch gì đó. Cái chết của Hứa Phụng Lai chắc chắn có liên quan tới anh, nhưng ông ta mặc kệ, bởi vì ông ta biết rõ, trong toàn thành phố Đông Hải này vốn không có thế lực nào có thể so sánh với gia tộc ẩn giật. Cho nên ông ta chỉ cảnh cáo Chu Dương vài câu để Chu Dương thành thật hơn, đừng làm mấy chuyện lén lút vô nghĩa. Tự thu xếp ổn thỏa đi cậu thanh niên. Nói xong, Hứa Phụng Thiên ra khỏi phòng làm việc. Còn Chu Dương ngồi phịch xuống ghế, nghĩ kỹ lại mấy câu Hứa Phụng Thiên vừa nói. Trong đó có một câu khiến anh chú ý. Cậu tưởng thế lực của gia tộc ẩn giật chỉ có vài tông sư võ giả thôi sao? Hàm ý thật sự của câu này là gì? Chẳng lẽ còn có cảnh giới nào cao hơn cả tông sư võ giả ở trong gia tộc ẩn giật à? Nếu là thật, vậy rắc rối lớn rồi. Có biến. Tuy anh biết trước biến số này, nhưng anh vẫn cảm thấy bất lực. Nếu là tông sư võ giả, dù số lượng bên anh không nhiều bằng đối phương, nhưng cũng có thể lợi dụng điểm yếu lơ là cảnh giác của đối phương, khiến đối phương tiêu hao chút năng lượng. Nhưng nếu đối phương có cảnh giới chê y tông sư võ giả thì lớn chuyện rồi, e rằng có bao nhiêu tông sư võ giả cũng không lấp nổi khoảng cách giữa hai bên. Thật đau đầu. Chu Dương nằm chê y ghế suy nghĩ đến mức buồn phiền lo lắng, phân vân không biết có nên nói tin này cho Tô gia hay Hổ gia không. Nhưng anh lại lo nếu nói điều này ra, Tô gia và Hổ gia sẽ muốn rút lui, không giúp anh đối phó Hứa gia nữa, anh không muốn thấy điều này. Thế là một mình chống chọi. Đối diện với một ngọn núi lớn, anh rất muốn tìm một người để san sẻ gánh nặng. Nhưng người này lại rất khó tìm. Ngay chính lúc này, lại có một người bước vào phòng làm việc của anh. Diệp Sở Thiến chưa báo gì đã đi thẳng vào,
vậy chắc chắn là người của mình, hơn nữa còn là người mà rất quen thuộc với Chu Dương, Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên, nhìn thấy Ngưu Xuyên, Chu Dương bỗng cảm thấy vô cùng thân thiết. Hơn nữa còn là một cảm giác yên tâm đến lạ, bởi vì người anh em tốt này đã giúp anh rất nhiều lần. Mẹ tôi đã tới nhà của Thẩm Tổng chưa? Chu Dương đứng dậy, niềm nở hỏi. Anh sắp xếp Ngưu Xuyên đưa mẹ anh tới nhà của Thẩm Bích Quân, giờ Ngưu Xuyên đã quay lại, tức là bà Chu đã tới nhà của Thẩm Bích Quân rồi. Dạ, anh Dương, em vừa đưa bác gái qua đó xong, Ngưu Xuyên thật thà trả lời, chỗ anh không sao chứ? Hả, không có gì, tôi ở trong công ty thì có thể gặp chuyện gì được. Chu Dương trả lời bừa một câu, theo bản năng phớt lờ đi tin tức của Hứa Phụng Thiên. Bởi vì trong khái niệm của Chu Dương, tuy Ngưu Xuyên mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một người hiền lành. Chu Dương không muốn gây áp lực cho cậu ấy, anh nghĩ Ngưu Xuyên không thích hợp tham gia vào kế hoạch lớn này. Ngưu Xuyên chỉ hợp làm một tay đấm không cần động não. Đây không phải là kỳ thị, mà là do anh hiểu người anh em tốt của mình, nên anh mới tránh né chủ đề này. Không sao thật không, vừa nãy em nghe người trong công ty nói rằng người của Hứa ra tới. Nhưng Ngưu Xuyên lại thẳng thừng nhắc đến chuyện này. Nghe thấy vậy, trong lòng anh bỗng co thắt lại. Người trong công ty nói rằng người của Hứa gia tới đây. Cả cái công ty này làm gì có ai biết người của gia tộc ẩn giật Hứa gia. Ngay cả gia tộc ẩn giật là gì có khi họ còn chẳng biết ấy chứ, Ngưu Xuyên nghe ai nói. Xuyên tử, có phải cậu có giấu tôi chuyện gì đúng không, Chu Dương nheo mắt hỏi. Đúng là vừa rồi Hứa Phụng Thiên có tới tìm tôi. Nhưng đừng nói đến người trong công ty, mà ngay cả cậu cũng chưa từng gặp Hứa Phụng Thiên. Rốt cuộc là ai nói cho cậu biết người của Hứa gia đã tới đây? Chương 882, Hoàng đế võ giả. Nhắc tới lại nực cười, tông sư võ giả là người như nào? Nếu đặt ở trong những gia tộc hạng nhất như Tô gia, Tôn gia thì có vị trí vô cùng cao quý, là vệ sĩ được gia chủ kính trọng. Còn Ngưu Xuyên chỉ là một bảo vệ nhỏ trước khi được Chu Dương lôi kéo tới. Chu Dương từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng anh không dám nói ra, vì không muốn hoài nghi anh em. Anh thử tự thuyết phục mình, rằng Ngưu Xuyên chỉ là người có tài võ nghệ, là nhân vật nhỏ trước giờ chưa từng tiếp xúc với các gia tộc lớn. Nên dù thực lực cậu ấy rất mạnh, song không có con đường nào để thành vệ sĩ của gia tộc lớn, vì chẳng ai biết cậu mạnh như nào. Lý do này hơi gượng gạo, e là Chu Dương cũng khó mà thuyết phục nổi bản thân. Vì đúng là thực lực Ngưu Xuyên quá mạnh. Chưa cần đề cập chuyện thực lực của cậu ấy còn cao hơn cả tông sư võ giả, thì về tuổi tác, một tông sư võ giả trẻ như vậy, có thể coi là thiên tài xuất chúng. Một người quá mạnh, vậy mà trước giờ chưa gặp những người quyền thế, Chu Dương biết đó là chuyện không thể. Chỉ cần trong quân ngũ vài năm, là thành tông sư võ giả sao? Vậy đó phải là kiểu quân ngũ gì? Hơn nữa một thiên tài như Ngưu Xuyên, quân ngũ sao thả cậu ấy đi được? Chỉ một câu nhưng có quá nhiều bí ẩn về Ngưu Xuyên, lúc trước Chu Dương không quá bận tâm nghĩ ngợi, nhưng giờ anh không thể không hỏi. Rốt cuộc sao Ngưu Xuyên biết Hứa Phụng Thiên đến văn phòng làm việc của anh? Nghe câu hỏi của Chu Dương, Ngưu Xuyên im lặng nghĩ ngợi. Cậu ấy lặng lẽ nhìn Chu Dương một lúc, anh Dương, anh nghĩ em sẽ hại anh sao? Hả, Chu Dương hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng. Ngưu Xuyên không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ đặt một câu hỏi ngược lại cho anh. Đương nhiên tôi không biết, Chu Dương không nghĩ ra câu trả lời. Ngưu Xuyên có thể hại mình ư? Cậu ấy là người anh em tốt cứu mình mấy mạng. Nói khó nghe thì, nếu Ngưu Xuyên thật sự muốn hại mình, Chu Dương sẵn sàng dâng đầu mình cho cậu. Vì Ngưu Xuyên có vị trí vô cùng quan trọng với anh. Thành tựu ngày hôm nay anh có được, cũng nhờ công Ngưu Xuyên rất nhiều. Cho nên Ngưu Xuyên chắc chắn không hại mình. Hoàn toàn không cần vòng vo thủ đoạn gì để hại mình. Ngưu Xuyên gật đầu, đúng rồi. Anh Dương, dù em có lừa gạt anh chuyện gì hay không, nhưng ít nhất anh phải biết, em không bao giờ hại anh. Giống như chuyện gì anh giấu giếm em, song trước giờ em không hề hỏi anh, vì em không bận tâm, bởi chúng ta là anh em. Ngưu Xuyên nghiêm túc nói, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sắc bén, lanh lợi. Những lời này cũng cảnh tỉnh Chu Dương. Ngưu Xuyên thừa nhận cậu ấy có nhiều bí mật giấu Chu Dương. Chỉ là bây giờ không tiện nói ra. Nhưng vậy thì sao chứ?
Chẳng nhẽ chuyện gì cũng phải thẳng thắn kể hết cho những anh em thân thiết sao? Ngược lại, Chu Dương cũng có nhiều chuyện giấu Ngưu Xuyên, nhưng anh đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thật bản thân luôn coi Ngưu Xuyên là anh em tốt. Chính là đạo lý này. Chu Dương suy nghĩ thông suốt, anh thả lỏng, không còn bận tâm vấn đề này. Ha ha, vậy chúng ta không nói chuyện này nữa. Chúng ta vào chủ đề chính một chút, cậu nói không sai, người của Hứa gia đến tìm tôi, thậm chí Hứa Phụng Thiên đích thân tới đây. Chu Dương kể lại cuộc đối thoại giữa anh và Hứa Phụng Thiên cho Ngưu Xuyên nghe, sau đó nói tiếp. Những thứ khác tôi thấy ổn, nhưng có một câu nói làm tôi để ý. Hứa gia không đơn giản chỉ có vài tông sư võ giả, hay ý là ở Hứa gia có sự tồn tại của những người chê y cả tông sư võ giả. Chu Dương nhìn Ngưu Xuyên chằm chằm đầy nghi vấn. Cách đó không lâu, chuyện này làm anh rất luống cuống, song giờ nhìn thấy Ngưu Xuyên, anh đột nhiên thấy bình tĩnh hơn nhiều. Anh không tìm được người anh em tốt nào để chia sẻ áp lực, nhưng giờ anh rõ rồi. Không phải không tìm được, mà là tầm nhìn anh quá nông cạn. Người anh em anh san sẻ mọi điều, đang đứng ngay cạnh anh, chính là Ngưu Xuyên. Sau khi nghe Chu Dương nói vậy, Ngưu Xuyên suy nghĩ một lát. Sau đó chậm rãi gật đầu. Trong lòng Chu Dương trùng xuống, vì anh biết, cái gật đầu này của Ngưu Xuyên là có ý gì. Anh trấn an bản thân, Chu Dương tự hỏi hai vấn đề anh quan tâm nhất. Lấn át cả tông sư võ giả, đó là thứ gì vậy? Thực lực so với tông sư võ giả chênh lệch như nào? Hoàng đế võ giả. Ngưu Xuyên chậm rãi nói, sắc mặt nghiêm trọng, như thể việc nói ra danh hiệu này đã là một áp lực lớn với cậu. Cảnh giới cao hơn tông sư võ giả là hoàng đế võ giả. Có thể nói sự tồn tại của hoàng đế võ giả là chênh lệch một trời một vực với tông sư võ giả. Ngưu Xuyên lấy một ví dụ đơn giản, nếu tông sư võ giả dùng một quyền đánh chết một con trâu, thì hoàng đế võ giả một quyền giết được 10 con voi. Sự chênh lệch tài nghệ võ thuật, dùng con số không hẳn đã đo lường được. Chẳng cần tính toán, một hoàng đế võ giả có thể dễ dàng đánh chết 100 tông sư võ giả. Hả, nghe Ngưu Xuyên nói vậy, Chu Dương không nhịn được, dùng mình một cái. Thật quá kinh khủng. Bình thường, một thế gia sở hữu một, hai tông sư võ giả đã muốn làm gì cũng được, vậy mà hoàng đế võ giả, dễ dàng đánh bại 100 tông sư võ giả. Đây là thể loại gì vậy? Chu Dương nghĩ mãi không ra, sao chê y đời lại tồn tại thực lực mạnh đến vậy? Hoàng đế võ giả, quả thật mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Ngưu Xuyên không bất ngờ với phản ứng của Chu Dương. Khi lần đầu cậu ấy tiếp xúc với hoàng đế võ giả, phản ứng còn gay gắt hơn cả Chu Dương nữa. Nhưng anh không cần quá lo, dù có hoàng đế võ giả tồn tại, nhưng chê y thế giới số lượng rất ít ỏi. Hứa gia chưa chắc có hoàng đế võ giả, chúng ta không thể nghe dăm ba câu huynh hoang từ Hứa Phụng Thiên đã vội suy đoán như vậy. Nếu thật sự bọn họ có hoàng đế võ giả, thì toàn bộ Đông Hải không có thể lực này ngăn họ trở lại. Thực lực của hoàng đế võ giả là vô địch thiên hạ. Ngưu Xuyên an ủi, trong lời nói lộ ta thông tin, Hứa gia không có hoàng đế võ giả, anh không cần lo lắng. Nhưng Chu Dương không nghĩ vậy, anh thấy. Dù Hứa gia không có hoàng đế võ giả, nhưng sẽ có một thế lực khác áp đảo được tông sư võ giả. Chương 883, lời mời của Tạ Linh Ngọc. Sở dĩ anh nghĩ vậy, không chỉ do Chu Dương là người cẩn thận, mà nội tâm đang anh khá sôi sục. Không sai, nội tâm sôi sục. Nghe Ngưu Xuyên giải thích hoàng đế võ giả xong, trong lòng Chu Dương, ngoại trừ sự lo lắng về Hứa gia, còn có cả sự hưng phấn mong chờ. Có thể nói là sôi sục chờ đợi. Nếu có một hoàng đế võ giả bảo vệ bên cạnh, thì việc quay về Chu gia chỉ là chuyện nhỏ. Khéo lúc đó Chu gia còn chạy tới trước mặt mình quỳ lạy. Hoàng đế võ giả, bốn chữ như in hằn trong lòng Chu Dương. Dù Hứa gia không có hoàng đế võ giả, chúng ta cũng phải coi như bọn họ có, để tính kế đối phó. Ánh mắt Chu Dương lóe lên tin tự tin, bởi vì đánh bại Hứa gia chỉ là khởi đầu, chứ không phải điểm kết thúc của chúng ta. Nếu chê y đời có sự hiện diện của hoàng đế võ giả, vậy thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp phải. Hoặc là tương lai không xa, chúng ta lại đụng phải hoàng đế võ giả với tư cách kẻ thù, thì nhất định phải cảnh giác từ trước. Lời Chu Dương nói nghe có phần điên cuồng đến mức thái quá, dù ở Hứa gia e là cũng không ai dám nói những lời này,
không dám đối đầu với hoàng đế võ giả. Nhưng Chu Dương nói rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Lúc nghe thấy mấy lời này, ban đầu Ngưu Xuyên còn sửng sốt, nhưng ngay sau, tâm trạng cậu rất cả yêu ta siết động. Đó mới là lão đại của mình. Cậu sợ Chu Dương sẽ run rẩy sợ hãi, nhưng hóa ra ý chí chiến đấu của anh còn mãnh liệt hơn. Vì thế, Ngưu Xuyên biết cậu không nhìn sai người. Anh Dương, anh có cách nào tốt không? Ngưu Xuyên vội hỏi. Cậu muốn biết, Chu Dương sau khi biết hoàng đế võ giả mạnh như vậy, mà vẫn tự tin khẳng khái, chẳng lẽ anh đã nghĩ ra cách đánh bại nào rồi? À, cái này, tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng tôi không tin, hoàng đế võ giả không hề có nhược điểm. Bây giờ tình báo của chúng ta quá ít, thời gian không đủ, nên chưa nghĩ ra cách ứng phó nào. Song tôi thấy, nếu có thời gian, chắc chắc sẽ có cách. Chu Dương kiên định nói. Ngưu Xuyên nghĩ ngợi một lát. Cậu không quá thất vọng, vì đã sớm dự liệu được câu trả lời của Chu Dương. Chu Dương có được sự tự tin hiếm hoi như này, nếu bắt anh ấy trong khoảng thời gian ngắn phải nghĩ ra cách đối đầu hoàng đế võ giả, thì đúng là ép người quá đáng. Nếu chuyện này thật sự làm được, thì không cần sự tồn tại của hoàng đế võ giả. Anh Dương, hay là anh đi với em đến chỗ này thử xem, nói không chừng lại tìm ra cách. Ngưu Xuyên nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng. Giọng cậu rất nghiêm túc, như thế quyết định này với cậu ấy là sự lựa chọn rất khó khăn. Hả, chỗ nào, mắt Chu Dương sáng lên, vội hỏi lại. Dù ngoài miệng rất tự tin, nhưng sau khi nghe hoàng đế võ giả mạnh như nào, Chu Dương lúc này vẫn rất đau đầu. Song Ngưu Xuyên nói có cách đối phó với hoàng đế võ giả, điều này khiến anh vô cùng hứng thú. Thánh Sơn, Ngưu Xuyên chậm rãi nói. Thánh Sơn. Chu Dương trước giờ chưa từng nghe tới địa danh này, có vẻ khắp Đông Hải không có ngọn núi này. Không, Thánh Sơn ở ngay trong Đông Hải, Ngưu Xuyên nói tiếp, chỉ là tới nay không ai nhắc đến thôi. Tên ngọn núi này, số ít tông sư võ giả từng nghe, người bình thường không hề biết, nên anh chưa từng nghe tên cũng là chuyện bình thường. Trong đó có gì, sao đến đó lại tìm ra cách đối phó hoàng đế võ giả? Chu Dương hơi hoài nghi. Nhưng không phải anh nghi ngờ Ngưu Xuyên, chẳng qua chuyện như này hơi ảo diệu, anh lo lắng rằng Ngưu Xuyên cũng chỉ nghe lời đồn đại. Đúng là em chỉ nghe lời đồn, vì chỗ đó có gì em cũng không biết, tới giờ chỉ có một truyền thuyết về biện pháp đánh bại hoàng đế võ giả. Chưa ai từng kiểm chứng, tin hay không, anh hãy tự cân nhắc. Chu Dương trầm ngâm nghĩ ngợi. Đây là quyết định rất khó. Không biết bao giờ giao đấu với Hứa gia. Việc này cũng có rất nhiều rủi ro. Nhưng nếu không đi, nhỡ lúc giao đấu với Hứa gia, khả năng thua rất lớn. Nếu vậy, chỉ bằng mặc kệ đi một chuyến. Tôi muốn đi xem. Được, để em chuẩn bị. Ngưu Xuyên trả lời, xem ra, cậu ấy đang đợi câu trả lời từ Chu Dương. Ừ, cậu chuẩn bị đi, tôi cũng cần xử lý một vài chuyện ở đây. Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, trong vòng 2 ngày sau ngày mai. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ lên đường. Chu Dương kiên định gật đầu. Thánh Sơn chỉ là một truyền thuyết, đến Ngưu Xuyên cũng không rõ trong đó có gì. Nhưng có thể khẳng định, nếu bên trong có cách đánh bại hoàng đế võ giả, thì đồng thời sẽ chứa đựng mối nguy hiểm lớn. Chu Dương không biết chuyến này đi dài bao lâu, nên anh phải bố trí chu đáo mọi thứ và chuẩn bị đủ để đối phó với nguy hiểm. Hai người bàn xong. Chu Dương không nhìn lại tài liệu trước mắt, trong đầu anh chỉ toàn chuyện Thánh Sơn và Hoàng đế võ giả. Nghĩ một lát, anh quyết định xếp công việc qua một bên, đi chuẩn bị cho việc đi Thánh Sơn. Chuyện bà Chu không cần lo lắng, vì bà ở chỗ Thẩm Bích Quân, cô sẽ chăm sóc bà nên anh rất yên tâm. Anh chỉ cần gọi thông báo cho cô một chút là được. Còn vợ anh Tạ Linh Ngọc, Chu Dương không biết nên nói với cô như nào. Chuyện này nếu không rõ ràng, anh sợ cô sẽ hiểu nhầm. Anh không có ý định đưa cô đi cùng, dù sao đây không phải chuyến đi chơi, nên anh không định đưa theo người phụ nữ nào cả. Trước mắt tìm Hổ gia và Hứa Nguy bàn bạc, chuyện lần này chắc sẽ cần điều động nhiều tông sư võ giả hỗ trợ. Ở thành phố Đông Hải để lại một nhóm tông sư võ giả để phòng ngừa nguy hiểm, sau đó dẫn theo một nhóm khác đi, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, Chu Dương cầm điện thoại. Nhưng anh còn chưa tìm ra số của Hổ gia thì Tạ Linh Ngọc gọi tới. Chu Dương hơi do dự, sau đó bắt máy.
Linh Ngọc, giọng Chu Dương nặng nề. Chu Dương, giờ anh có rảnh không? Giọng Tạ Linh Ngọc nghe cũng không tốt lắm, có vẻ cô đang gặp chuyện phiền lòng. Sao vậy Linh Ngọc? Chu Dương tỉnh táo lại, bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, hoàn toàn tập trung vào Linh Ngọc. Em muốn mời anh tới nhà một chuyến, được không? Tạ Linh Ngọc im lặng một lát, rồi mới chậm rãi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 884, bác cả nhà Tạ gia. Vào nhà ngồi ư? Chu Dương hơi do dự. Ban đầu khi nhận được lời mời này, Chu Dương đã từ chối. Vì anh thật sự rất ghét Tạ gia, ngoại trừ Tạ Linh Ngọc, mọi người ở đây đều coi thường người khác. Thế nhưng cũng nói rồi, ngoại trừ Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc là một người phụ nữ rất xinh đẹp, hơn nữa, Chu Dương còn yêu cô ấy sâu đậm. Cho nên anh bỏ qua. Chu Dương không nghĩ ngợi gì, liền đồng ý, khi nào? Sáng mai. Tạ Linh Ngọc im lặng một hồi, mới nói thêm một câu, đương nhiên, nếu anh không ngại, tối hôm nay qua cũng được. Tối nay qua đó, phải ở Tạ gia một đêm sao? Tuy anh đã sống ở Tạ gia nhiều năm nhưng anh không có chút hoài niệm nào về nơi đó. Từ chối ngay lập tức. Tối nay anh không tiện lắm, nếu như không có gì chậm trễ, sáng mai anh sẽ đến. Không tiện, có gì không tiện, lẽ nào chúng ta không phải là vợ chồng sao? Tạ Linh Ngọc cắn khóe miệng, nhưng vẫn không hề nói ra. Thế nào, tên phế vật kia có phải vội vã muốn qua đây lắm phải không? Mẹ biết mà, sau khi bị Tạ gia đuổi ra ngoài, chắc chắn nó sống rất khốn khổ, nhất định rất nhớ cuộc sống ở trong nhà chúng ta rồi. Bà Tạ ở bên cạnh lảm nhảm khinh thường. Lúc Tạ Linh Ngọc gọi điện thoại, bà Tạ cũng đứng nghe ở bên cạnh, hơn nữa, là bà ta đồng ý cho Tạ Linh Ngọc mời Chu Dương đến. Không phải bà Tạ đột nhiên không ghét Chu Dương nữa, mà có lý do bà ta không thể từ chối việc mời Chu Dương đến đây lần này. Một người bác cả của Tạ gia sắp trở về. Người bác cả này là nhân vật lớn có nhiều thành công nhất trong Tạ gia, cũng tương đương với người đứng đầu của Tạ gia. Có điều, ông ta phát triển nhiều năm ở nước ngoài, chưa về nước, nên Tạ gia mới không có thành tựu gì lớn ở Đông Hải, chỉ dựa vào một công ty mỹ phẩm của Tạ Linh Ngọc chống đỡ. Lúc này, người bác của Tạ gia quay trở lại, nghe đâu là muốn chỉnh đốn triệt để Tạ gia, để Tạ gia trở thành một gia tộc thế gia truyền thống. Một khi gia tộc trở thành thế gia, thì bản chất hoàn toàn không giống nhau. Ví như Tô gia là một thế gia, hơn nữa còn là gia tộc hạng nhất, tất cả tài sản của họ đều đứng dưới tên của tập đoàn Tô Thị. Ngoài ra, bọn họ còn có một gia chủ có quyền hành điều động tất cả tài sản, chỉnh đốn toàn bộ tài nguyên. Như vậy, tương đương với việc tập trung tất cả sức mạnh của mọi người để phát triển, đương nhiên thực lực không thể coi thường. Còn Tạ gia, nói trắng ra chỉ là một gia tộc bình thường, không có khác biệt với những người bình thường, mỗi người họ hàng đều làm việc riêng, tốt xấu cũng hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân. Không có gia tộc nào lại không muốn trở thành thế gia, nhưng cần một lượng kinh phí lớn để thành lập một tập đoàn có quy mô rộng, căn bản những gia tộc bình thường không có thực lực này. Cho nên sự trở về của bác cả lần này, tuyệt đối là chuyện lớn đối với Tạ gia. Gọi cả Chu Dương đến vì người bác này của Tạ gia, có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với quy tắc trong nhà. Ông ta có những yêu cầu khắt khe về nhân phẩm của từng người và tình hình trong gia tộc, không được giấu giếm điều gì, ví dụ như Tạ Linh Ngọc đã có chồng. Mặc dù bà Tạ không muốn gặp người con rể này, nhưng hai người vẫn chưa ly hôn, nhất định phải đưa Chu Dương đến gặp bác cả. Bằng không sau khi bác cả nghe chuyện này, chắc chắn sẽ trách tội, bà Tạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy điều này. Bà ta chỉ có thể đồng ý để Tạ Linh Ngọc gọi Chu Dương về một cách bất đắc dĩ, hơn nữa còn cho phép Chu Dương ở lại Tạ gia một đêm. Theo quan điểm của bà Tạ, Chu Dương nghe thấy tin này chắc chắn rất vui mừng. Nhưng Tạ Linh Ngọc nói nhỏ, mẹ đừng nói nữa, tối nay Chu Dương không muốn đến đây, anh ấy chỉ đồng ý sáng mai sẽ đến. Cái gì? Bà ta nghe thấy vậy, đột nhiên nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi. Tên vô dụng đó, mình mời nó qua nhà ở một đêm mà nó còn dám từ chối. Lẽ nào nó không biết thân phận của mình sao? Ở căn nhà nhỏ thuê ở bên ngoài sao có thể so được với căn phòng được trang hoàng lộng lẫy của Tạ gia? Theo quan niệm của bà Tạ, sau khi Chu Dương bị Tạ gia đuổi ra ngoài, đương nhiên phải sống trong căn phòng thuê cũ kỹ, với người mẹ già bệnh tật.
căn phòng của hai người cực kỳ nhỏ hẹp, khắp nơi đều là rác, toàn bộ căn phòng đầy mùi thối rữa khiến người khác buồn nôn. Người trong căn phòng đó chỉ là kẻ bẩn thỉu và thấp kém. Mình đã rộng lượng để nó ngủ một đêm ở căn phòng trang hoàng lộng lẫy, mà nó lại dám từ chối. Đương nhiên đó chỉ là điều bà Tạ nghĩ. Trên y thực tế, Chu Dương đang sống trong căn biệt thự đẹp đẽ, ngồi trước khung cửa sổ lớn, thưởng thức hàng ngàn loại rượu vang. Cuộc sống này là cuộc sống mà bà Tạ vẫn luôn muốn nhưng không dám tưởng tượng. Vì trong quan niệm của bà Tạ, người có được cuộc sống này đều là những nhân vật lớn thật sự, ví dụ như con cháu trong gia tộc thế gia. Đương nhiên, thân phận này không liên quan gì đến Chu Dương. Bà ta vẫn nghĩ Chu Dương không có khả năng đó, miệng bà ta tiếp tục chửi rủa, đúng là thứ không biết tốt xấu, chẳng trách nhiều năm nay vẫn rác rưởi như vậy. Con yên tâm đi Linh Ngọc, ngày mai chúng ta đưa nó đi gặp bác con, sau khi gặp thì chúng ta nói sự thật, đến lúc đó bác cả làm chứng để hai đứa ly hôn, bác cả cũng sẽ không trách chúng ta điều gì. Bà Tạ nói chắc nịch, thầm hạ quyết tâm. Bác cả đã về, Tạ gia trở thành thế gia, mà thân phận của bọn họ đương nhiên cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nếu thế, Chu Dương càng không xứng với Tạ Linh Ngọc, mặc dù tính cách của bác cả khá cứng nhắc, không thích sự hỗn loạn trong đời sống riêng tư tình cảm của thế hệ trẻ ở gia tộc, nhưng tình hình của Tạ Linh Ngọc cũng không phải là dối rắm. Đến lúc đó nói chuyện của Chu Dương cho bác cả, sau đó họ ly hôn dưới sự chứng kiến của bác cả, Tạ gia có thể thoát khỏi tên huynh hoang khoác lác Chu Dương. Được rồi mẹ, mẹ đừng nói nữa. Tạ Linh Ngọc khá tức giận. Cô không muốn nói thẳng với bà Tạ, bây giờ không phải Chu Dương bám lấy con gái mẹ, mà là con gái mẹ có thể giữ được anh ấy hay không. Bây giờ có nhiều phụ nữ xuất sắc bên cạnh Chu Dương, ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Con sẽ không ly hôn, ngay cả bác cả bảo con ly hôn, con cũng không đồng ý. Tạ Linh Ngọc nói rất kiên quyết. Con muốn làm phản đúng không? Bà Tạ cũng trở nên ngoan cố trước sự kiên quyết của Tạ Linh Ngọc. Con gái của bà ta cái gì cũng tốt, một mình thành lập và phát triển công ty một cách nhanh chóng. Nhưng lại không thông suốt về vấn đề tình cảm. Cứ yêu thích một tên phế vật vô dụng. Có điều, bà ta không biết rằng, nếu không nhờ tên phế vật đó, thì công ty của Tạ Linh Ngọc sớm đã bị phá sản. Chương 885, cách nhìn của bà Tạ. Chu Dương không hề biết cuộc tranh cãi giữa bà Tạ và Tạ Linh Ngọc, anh đang ngủ rất ngon giấc trong căn biệt thự ở Vịnh Lục Cảnh, sáng hôm sau anh dậy sớm. Anh không biết Tạ Linh Ngọc gọi anh có chuyện gì, nhưng nếu Tạ Linh Ngọc đã gọi thì anh qua đó xem sao. Anh lái chiếc xe Maserati của Thẩm Bích Quân đi về Tạ gia trong làn gió buổi sáng. Lúc đang định ăn sáng trên y đường thì Tạ Linh Ngọc gọi điện. Chu Dương, anh đến chưa? Tạ Linh Ngọc hỏi thẳng vào vấn đề. Gấp vậy sao? Chu Dương hơi sững sờ, anh đã dậy sớm, không ngờ Tạ Linh Ngọc lại gọi điện nhắc nhở. Anh đang trên y đường. Chu Dương nhanh chóng trả lời, tiếp tục khởi động xe, xua tan ý định ăn sáng trong đầu. Cái đồ phế vật vô dụng, mày biết hôm nay là ngày gì không? Mày biết hôm nay chúng ta phải đi gặp ai không? Mày lại dám bắt bọn tao đợi. Giọng nói khó nghe của bà Tạ truyền ra từ điện thoại. Chu Dương có thể tưởng tượng ra bộ dạng bà Tạ cướp điện thoại trong tay của Tạ Linh Ngọc và hét lên. Chỉ là bây giờ Chu Dương căn bản không muốn để ý bà ta. Tôi dậy sớm liền chạy qua đó ngay, chính là nể mặt Tạ Linh Ngọc, bà là gì mà lớn tiếng với tôi. Chu Dương trầm giọng nói. Nếu như bây giờ tôi không vui, tôi không qua đó thì bà có thể làm gì được. Mày nói cái gì? Cái đồ phế vật, mày còn dám cãi lại tao hả? Bà Tạ đột nhiên tức giận. Mặc dù đây không phải lần đầu Chu Dương chống đối bà ta, nhưng trong lòng bà ta, Chu Dương vẫn chỉ là đứa ở rể vô dụng. Đương nhiên bà Tạ không chịu được một tên hèn nhát hét lớn tiếng trước mặt mình. Đồ vô lương tâm, mày có tin tao bảo mày ly hôn với Linh Ngọc không? Một lần nữa bà Tạ sử dụng chiêu sát thương của mình. Đây cũng là câu mà Chu Dương nghe được nhiều nhất từ bà Tạ trong những năm anh ở Tạ gia. Lúc này, Tạ Linh Ngọc không nhìn nữa, cướp điện thoại từ tay của bà Tạ, mẹ, mẹ đừng có nói lung tung. Chu Dương, anh đừng chấp nhặt với mẹ em, mau tới đây đi. Cái gì mà đừng chấp nhặt, bà Tạ lại tức giận. Chỉ là, đương nhiên Chu Dương sẽ không quan tâm những lời của bà Tạ. Đùa kiểu gì vậy,
đây không phải lần đầu tiên anh bị bà Tạ chửi rủa kiểu này, nếu lần nào cũng tính toán thì chẳng phải bị tức chết sao? Chu Dương cúp máy và lái xe nhanh hơn. Dù sao giọng nói của Tạ Linh Ngọc có vẻ cũng khá lo lắng. Khi đến khu dân cư của Tạ gia, Tạ Linh Ngọc và bà Tạ đã đợi ở dưới tầng. Nhìn thấy chiếc xe Maserati đang từ từ chạy đến, trong mắt bà Tạ lóe lên một tia ngưỡng mộ. Linh Ngọc, con nói con cũng là bà chủ của một công ty lớn, hơn nữa Tạ gia của chúng ta cũng sắp trở thành một thế gia rồi, con có nên mở rộng tầm mắt không? Sau này chúng ta là người của xã hội thượng lưu, những thứ chúng ta tiếp xúc phải là nhà đẹp xe sang, lẽ nào con không có hứng thú với chiếc xe chạy trước mặt sao? Mẹ biết con động lòng với Chu Dương, nhưng con nghĩ xem, theo cái loại phế vật đó thì có gì tốt? Đi theo nó thì cả đời con đừng mơ lái loại xe này, cũng đừng mong ở biệt thự lớn. Linh Ngọc, con người nên mưu cầu đi lên trong cuộc sống, chỉ khi có nhiều của cải trong tay, mới có nhiều viễn cảnh sáng lạn. Bà Tạ cảm thấy rất tự hào, vì cho rằng những gì mình nói quá triết lý, chính bà ta cũng đã cảm động. Sao mình có thể nói những lời có đạo lý đến vậy? Cảm giác không thua kém gì những lời của các triết gia chân chính. Những triết gia đó chắc chắn chỉ dựa vào tiền mà thôi, sau khi đợi Tạ gia trở thành thế gia, mình cũng trở thành một bậc thầy diễn giả ở thành phố Đông Hải, sẽ là một siêu triết gia. Bà Tạ dương dương tự đắc, trong đầu tràn đầy khao khát tương lai. Cuộc sống vinh hoa phú quý dường như đang ở trước mắt. Lúc này, chiếc xe Maserati dừng trước mặt họ. Hở, chẳng lẽ là con trai của nhà nào, biết Tạ gia của chúng ta sắp trở thành thế gia, qua đây nịnh nọt chúng ta. Nhìn thấy cảnh trước mắt, bà Tạ lại bắt đầu mơ tưởng. Sau đó, Chu Dương từ trên xe bước xuống. Linh Ngọc, anh không đến trễ chứ? Chu Dương nói với Tạ Linh Ngọc, anh xem như không nhìn thấy bà Tạ ở bên cạnh. Bà Tạ tái mặt, bà ta không ngờ, người bước xuống từ chiếc xe thể thao sang trọng này lại là Chu Dương. Thằng này sao có thể lái chiếc xe sang trọng như vậy? Chắc chắn là thuê về, muốn khoe khoang trước mặt mình, nó nhất định là nhắm vào mình. Lúc này, bà Tạ vô cùng tức giận. Thậm chí bà ta không cho rằng Chu Dương mượn xe, bởi vì bà ta cảm thấy Chu Dương không xứng đáng quen ai lái loại xe này. Được đó đồ phế vật như mày. Để bọn tao đợi cả nửa ngày ở đây là vì đi thuê xe đúng không? Thuê chiếc xe này bao nhiêu tiền? Có phải mày muốn nói với tao, bây giờ mày có tiền đồ, mày có thể lái xe sang trọng, cho nên muốn tao gả Linh Ngọc cho mày? Bà Tạ chỉ vào mũi Chu Dương hét lớn, tao nói cho mày biết, điều này là không thể. Tao nhìn ra trò lừa bịp của mày rồi. Chu Dương bị bà Tạ chửi đến ngu người. Lúc đầu anh căn bản không hiểu bà Tạ đang nói cái gì. Thuê xe, để bà Tạ cho rằng mình có tiền, sau đó gả Linh Ngọc cho mình. Phải một lúc sau, anh mới nhận ra bà Tạ rốt cuộc đang nói chuyện gì. Có điều anh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Về mặt logic có vẻ đúng như vậy, nếu Chu Dương thật sự là một kẻ ngốc thích trổ tài khôn vặt và không có bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc Chu Dương không hề như vậy, không ngờ rằng sống với bà Tạ đã lâu, anh lại có hình tượng như vậy trong mắt của bà Tạ. Nói anh nghèo. Nói anh là một phế vật hèn nhát, anh cũng đã quá quen, dù sao trước đây anh đúng là như vậy. Nhưng người nghèo chí lớn, Chu Dương không biết mình đã làm những gì, mới khiến bà Tạ có cách nhìn về mình như vậy. Nhưng anh vốn dĩ không cần làm gì cả. Bà Tạ không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu tính cách của Chu Dương chứ? Chẳng qua tính cách của Chu Dương bị tính hệ thống của bà Tạ lọc thẳng ra. Vì đây là một lợi thế, còn Chu Dương... hay một kẻ nghèo, không xứng đáng có lợi thế này. Trong mắt của bà Tạ, một người chỉ cần nghèo, thì chê y người sẽ có tất cả thói xấu chê y đời, người nghèo đều xấu xa. Đều sẽ nghĩ cách lừa gạt tiền từ trong tay những người giàu như bọn họ. Chu Dương cười gượng, tôi thuê chiếc xe này hay không, hình như không liên quan gì đến bà. Cho dù tôi thuê xe thì có làm sao, cũng không bảo bà phải trả tiền, bà làm gì mà Kaiota siết động như vậy. Việc bà nói tôi muốn thuê chiếc xe này để khiến bà thay đổi cách nghĩ về tôi. Xin lỗi, bà thích nghĩ gì thì có liên quan gì đến tôi. Chương 886, bữa tiệc của Tạ gia. Bà có đồng ý gả Linh Ngọc cho tôi không, cũng chẳng liên quan đến tôi. Dù sao hiện giờ chúng tôi vẫn chưa ly hôn,
chỉ cần Linh Ngọc không hề tự nguyện thì tôi cũng không ly hôn với cô ấy, nên tôi mặc kệ ý kiến của bà. Chu Dương thản nhiên nói. Mày là đồ không biết xấu hổ. Bà Tạ cũng không còn gì để nói. Cuối cùng vẫn là Tạ Linh Ngọc ngăn cản cuộc cãi vã này, lý do rất đơn giản, đi đến gặp bác cả trước mới là quan trọng. Vừa nghe đến bác cả, bà Tạ cũng không cãi lại nữa vì bà ta biết cái nào quan trọng hơn. Chỉ cần đến trước mặt bác cả để xem Chu Dương còn kiêu ngạo nữa không. Bà Tạ đắc ý nghĩ. Chiếc Maserati của Thẩm Bích Quân chỉ có 2 ghế ngồi, cuối cùng 3 người vẫn dùng xe của Tạ Linh Ngọc lái đến bữa tiệc. Đúng rồi Chu Dương, anh cầm lấy thứ này đi, lát nữa đến gặp bác cả thì anh cứ nói đây là quà anh tặng cho bác ấy. Lúc ở trên y xe, Tạ Linh Ngọc đưa cho Chu Dương một chiếc hộp tinh xảo. Rất đơn giản, mặc dù đây là bữa tiệc bác cả tổ chức, hơn nữa tuyên bố với bên ngoài Tạ gia trở thành một thế gia. Nhưng đồng thời đây cũng là cơ hội để mọi người gặp bác cả. Vì bác cả ra mặt thành lập thế gia, vậy thì bác cả chắc chắn sẽ là gia chủ Tạ gia. Hiện giờ mấy người Tạ gia có cơ hội tốt để thể hiện trước mặt gia chủ tương lai. Nên ai ai cũng tặng quà dành cơ hội để lại ấn tượng tốt trước mặt bác cả. Bà Tạ và Tạ Linh Ngọc đều đã chuẩn bị quà, bởi vì Chu Dương không biết chuyện này nên vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Tạ Linh Ngọc đã suy nghĩ thay anh nên cô đã chuẩn bị trước cho anh một món quà. Là một chiếc vòng tay tinh xảo, tuy không phải hàng hiệu gì nhưng màu sắc rất đẹp, hơn nữa còn là một miếng ngọc lâu năm. Có lẽ giá trị của nó cũng phải mấy trăm nghìn tệ. Xem ra lần này Tạ Linh Ngọc rất quyết tâm muốn để bác cả có ấn tượng tốt về Chu Dương. Nhưng bà Tạ thấy cảnh tượng này lại lớn tiếng mắng, cái gì đây, thứ vô dụng thì vẫn là thứ vô dụng thôi, chuẩn bị quà vẫn phải để nhà tao chuẩn bị. Linh Ngọc, con chuẩn bị quà cho nó làm gì, đến lúc đó để nó đắc tội với bác cả không phải tốt hơn sao? Tạ Linh Ngọc không tỏ rõ ý kiến với vấn đề này. Bà Tạ muốn khiến Chu Dương đắc tội với bác cả nhưng Tạ Linh Ngọc lại không đồng ý. Bà Tạ mắng vài câu dường như cũng hiểu đạo lý này nên đành ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng bà ta lại không nghĩ như vậy. Rất đơn giản, Chu Dương kia không phải thích sống bám váy phụ nữ sao? Vậy đến lúc đó mình sẽ vạch trần chuyện chiếc vòng tay này là do Tạ Linh Ngọc mua ở trước mặt bác cả và tất cả mọi người, để xem nó thế nào. Không phải do Chu Dương mua. Bác cả sẽ không cảm Kaiota CS, ngược lại sẽ vì vậy mà oán trách Chu Dương. Đến lúc đó lại nói khích để chúng nó ly hôn không phải đơn giản hơn nhiều rồi sao? Bà Tạ không nói nữa, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc cũng im lặng, chiếc xe chạy thẳng đến Thúy Hồ Cư. Nơi bác cả Tạ ra chọn tổ chức tiệc thật bất ngờ lại chính là Thúy Hồ Cư. Chậc chậc, xem ra bác cả này của con quả thật rất có năng lực, thế mà lại mời cả người Tạ ra chúng ta đến nơi thế này. Bà Tạ Kaiota CS động nói. Dù chưa từng đến đây nhưng bà ta cũng đã nghe danh tiếng của Thúy Hồ Cư, có thể nói đây là khách sạn có nhà hàng nổi tiếng nhất ở Đông Hải. Người bình thường có muốn cũng không thể vào đây. Mà bác cả Tạ gia lại mời mấy trăm khách đến đây dự tiệc. Xem ra Tạ gia chúng ta đúng là sắp phất lên rồi. Tia nóng rực lóe lên trong mắt bà Tạ, đồng thời ánh mắt chán ghét cũng dồn về phía Chu Dương. Đã nhìn thấy chưa đồ vô dụng, sau này mấy nơi như này chính là nơi người Tạ gia sẽ ra vào thường xuyên đấy. Còn mày chỉ là một tên vô dụng, cả đời mày cũng đừng hòng có thể bước vào nơi này. Lần này có thể theo Tạ gia học hỏi được vài thứ, thì mày cũng nên quỳ xuống mà tạ ơn chúng tao đi. Tất nhiên đây cũng là lần cuối cùng mày đến đây, sau hôm nay mày chẳng còn quan hệ gì với Tạ gia nữa. Bà Tạ chế nhạo nói. Chu Dương hờ hững nhún vai. Anh đã nghe quá nhiều mấy lời châm chọc kiểu này rồi. Lúc này Tạ Linh Ngọc cũng không nhẫn nhịn được nữa. Mẹ, đủ rồi, mẹ không biết cái gì gọi là mất mặt à. Nhưng cô biết Chu Dương không cần phải nói mình đã đến Thúy Hồ Cư rồi, thậm chí anh và bà chủ của Thúy Hồ Cư còn có quan hệ chị em. Lúc trước Tạ Linh Ngọc có duyên gặp Thủy Băng Nguyệt trong khu biệt thự Vịnh Lục Cảnh, cũng biết cô ấy là chủ nhân của Thúy Hồ Cư. Bà chủ Thúy Hồ Cư rất quen thuộc với Chu Dương. Nhưng bà Tạ lại khoe khoang mình có thể bước vào Thúy Hồ Cư ở trước mặt Chu Dương. Đúng là múa rìu qua mắt thợ, thật mất mặt. Nhưng bà Tạ không nghĩ mình làm mất mặt, bà ta cảm thấy không phục với lời khiển trách của Tạ Linh Ngọc, làm sao?
mẹ làm mất mặt cái gì? Vốn dĩ chính là vậy mà. Thành phố Đông Hải này có mấy triệu dân nhưng người có thể bước vào Thúy Hồ Cư này có bao nhiêu người? Sau này Tạ gia chúng ta có thể tùy ý ra vào nơi này, đây là cách biệt giữa người giàu có với đám người nghèo hèn. Lẽ nào không được phép nói mấy lời như vậy sao? Chu Dương nó chính là loại người thấp kém hèn mọn. Bà Tạ cứ như mụ đàn bà chanh chua lớn tiếng mắng ngay trước cổng Thúy Hồ Cư khiến những người xung quanh phải ngoáy đầu lại nhìn. Ngay cả bảo vệ của Thúy Hồ Cư cũng không thể không che mắt, không đành nhìn thẳng. Họ chưa từng thấy người nào không có tố chất đến thế, hơn nữa còn giống một tên ngốc la lối khoe khoang. Mấy bảo vệ này vừa muốn khiển trách bà Tạ để bà ta nhỏ tiếng một chút thì bỗng thấy Chu Dương đứng một bên. Bọn họ đã quá quen thuộc với Chu Dương rồi. Đó là khách quý của Thúy Hồ Cư. Vừa định chào Chu Dương thì anh lại lắc đầu với họ. Mấy bảo vệ này ngầm hiểu ý anh, giả vờ không thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng họ lại thắc mắc, sao một người cao quý như Chu Dương lại có thể quen với mụ đàn bà chanh chua như bà Tạ chứ? Nhưng Chu Dương không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi, cứ cố gắng giữ thái độ cung kính là được. Bà Tạ cuối cùng cũng mắng xong, sau đó xoay người bước vào Thúy Hồ Cư. Thật ra bà ta rất chột dạ. Dù sao đây là lần đầu tiên bà ta bước vào một nơi như vậy. Nhưng cũng chính vì không tự tin nên bà ta mới bày ra bộ dạng ngạo nghễ đó, bởi vì đây là trạng thái bình thường của một người muốn che giấu đi sự không tự tin của mình. Hừ, con thấy rồi đấy, mấy bảo vệ này đều tỏ thái độ cung kính với mẹ, con nói xem mẹ mất mặt chỗ nào. Mẹ có thể xuất hiện ở Thúy Hồ Cư, sao mẹ có thể làm mất mặt chứ? Bà Tạ cao ngạo nhìn lướt xung quanh, dường như bà ta mới là chủ của nơi này. Kẻ ngốc này ở đâu ra thế? Họ hét kêu la chẳng có chút tố chất nào, cuối cùng cũng có người không nhịn được lên tiếng oán trách. Dù sao những người đến nơi này đều là con cháu nhà giàu hoặc tinh anh trong giới kinh doanh, những người này có lẽ có cái đầu siêu phàm, giỏi tính toán. Nhưng tuyệt đối sẽ không có tình huống la lối om sòm như bà Tạ vừa xuất hiện ở Thúy Hồ Cư thì đã lộ ra mình như chưa từng thấy cảnh đời. Với loại người này, chẳng ai thèm quan tâm đến. Nhưng lúc này câu nói này như đụng trúng lòng tự tôn của bà Tạ lập tức hét lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Chương 887, thân phận không phù hợp. Khó khăn lắm bà Tạ mới cảm thấy mình có cùng đẳng cấp với đám người cao quý kia, có thể bước vào một nơi như Thúy Hồ Cư. Lúc lòng tự tin của bà ta bị thổi phồng lên, sao bà ta có thể chịu được bị người khác sỉ nhục? Cậu là ai? Dám ăn nói vô lễ với tôi như vậy? Cậu không biết tôi là người của Tạ gia à? Bà Tạ chỉ vào hai người thanh niên kia hét lên. Trước đây Tạ gia chỉ là gia đình bình thường, tuy Tạ Linh Ngọc mở công ty, cuộc sống trong nhà khá tốt. Nhưng họ cũng chỉ được coi là có cuộc sống khá giả hơn mấy người dân bình thường khác, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với những thứ như gia tộc. Trong mắt bà Tạ, thế gia đã là sự tồn tại đỉnh cao ở thành phố Đông Hải. Tạ gia cũng sắp trở thành thế gia. Bà ta cũng sắp trở thành người phụ nữ đứng chê y đỉnh cao ở thành phố Đông Hải. Ít nhất bà ta cũng ngang hàng với tất cả nhân vật lớn ở thành phố Đông Hải, sao lại dễ dàng để người khác nhục mạ bà ta như vậy? Thế nên bà ta không hề sợ hãi mà oán hận lại. Tạ gia, là gì vậy? Khuôn mặt người thanh niên bị bà ta mắng lộ vẻ nghi hoặc nhìn hai người đi cùng bên cạnh mình, các anh đã nghe nói đến gia tộc này chưa? Chưa hề nghe. Hai người đi cùng cũng lắc đầu nói. Vốn dĩ còn tưởng bà Tạ sẽ giới thiệu về gia tộc mình, Tạ gia nói sao cũng là một thế gia gì đó, nhưng lúc này mọi người đều chưa từng nghe đến gia tộc này nên chuyện này lại trở thành trò cười. Gương mặt Tạ Linh Ngọc đỏ ửng, cô chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy. Cô vừa định ngăn bà Tạ để bà ta đừng nói nữa nhưng không kịp. Bà Tạ trở nên hung hăng. Càng ngạo mạn nói, chưa từng nghe nói đến Tạ gia chỉ có thể là vì các người ngu dốt thôi. Tôi không biết các cậu có thân phận gì nhưng Tạ gia chúng tôi sắp trở thành thế gia rồi, tôi khuyên các người nên tôn trọng tôi một chút. Nếu các người cũng là con cháu thế gia, vậy thì xem như chúng ta ngang nhau về địa vị, các người cũng nên tôn trọng tôi một chút. Nhưng nếu các người không phải là người trong các gia tộc thế gia, đến lúc Tạ gia chúng tôi trở thành thế gia rồi, chắc chắn cũng sẽ cho các người đẹp mặt. Lời này của bà Tạ đầy tự tin, bởi vì với bà ta, sự thật là vậy. Nhưng người khác nghe bà ta nói vậy thì cười đến sái quai hàm.
Thì ra là một gia tộc nhỏ chưa được xem là thế gia. Thật không biết ai cho bà can đảm la lối om sòm ở đây. Người thanh niên đó đi đến trước mặt bà Tạ, hắn giả vờ sợ hãi, bà nói sau khi gia tộc các người trở thành thế gia, bà sẽ cho tôi đẹp mặt à? Tôi sợ thật đấy, nếu đã như vậy thì có phải tôi nên ngăn cản không cho các người trở thành thế gia không? Bỗng nhiên hắn khẽ biến sắc, hung hăng tát bà Tạ một cái, lạnh lùng nói, quỳ xuống cho tôi. Đúng là không biết trời cao đất dày, một thế gia nhỏ nhoi không tính là thứ gì cũng dám đe dọa tôi à? Người thanh niên nói rồi lại vả cho bà Tạ một bạt tai. Dù sao trong mắt hắn, Tạ gia đúng là gia tộc nhỏ nhoi không chịu nổi một đòn, đánh bật Tạ gia hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, tất nhiên hắn sẽ ra tay không nhân từ. Lúc này Tạ Linh Ngọc đã không nhịn được nữa. Mặc dù cô rất ghét mẹ mình nhưng dù sao đó cũng là mẹ của cô không thể trơ mắt ra nhìn mẹ mình bị đánh. Này cậu, mẹ tôi lần đầu đến Thúy Hồ Cư nên không biết nhiều phép tắc xã giao, mong cậu bỏ qua cho. Hơn nữa vốn dĩ cũng là cậu ăn nói vô lễ trước, chuyện này cứ thế này thôi, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi cậu. Tạ Linh Ngọc nói rất đúng mực. Quả thật chuyện này là người thanh niên không đúng trước. Nói sao thì mặc dù bà Tạ không giữ ý tứ mà la lối ở đây nhưng hành vi này cùng lắm chỉ gọi là không có tố chất thôi, cũng chẳng đắc tội với ai. Mà người thanh niên lại mắng thẳng vào mặt bà Tạ một câu kẻ ngốc. Hơn nữa còn đánh bà Tạ, lại thêm Tạ Linh Ngọc còn xin lỗi hắn, chuyện này dừng ở đây cũng không quá đáng. Nhưng chê y đời này đều phải xem nắm tay ai cứng hơn, chứ không phải ai nói đạo lý giỏi hơn. Nếu tôi nói không thì sao? Người thanh niên đùa giỡn hỏi Tạ Linh Ngọc. Ban đầu hắn không chú ý đến Tạ Linh Ngọc, chỉ đơn thuần muốn bắt nạt bà Tạ một chút thôi. Dù sao thấy một người thích giả vờ có năng lực hơn người, ai mà chẳng muốn bắt nạt một chút. Nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, hắn bỗng thay đổi ý định. Tạ Linh Ngọc này quả thật rất xinh đẹp. Người thanh niên chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Vốn dĩ hắn chỉ muốn bắt nạt bà Tạ nhưng bây giờ hắn muốn nhân cơ hội này thưởng thức Tạ Linh Ngọc một chút. Cô nói xin lỗi thay bà ta nhưng tôi không chấp nhận, các người làm sao đây? Người thanh niên vẻ mặt thèm muốn nói. Sắc mặt Tạ Linh Ngọc lập tức trở nên lạnh lùng, cậu bạn, tôi thấy giữa chúng ta không có thù hận gì. Chuyện này cậu nói muốn thế nào? Chúng tôi có thể bồi thường như nào? Bồi thường, cô thấy tôi giống người thiếu tiền lắm sao? Người thanh niên cười mỉa nói. Bà Tạ ở một bên cũng hét lên, Linh Ngọc, con nói cái gì vậy, dựa vào cái gì phải bồi thường cho hắn? Hắn đánh mẹ một bạt tai, cũng phải là hắn bồi thường cho chúng ta chứ? Nếu không đợi bác cả con quay lại, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Chậc chậc, cô xem đi, mẹ cô cũng chẳng muốn giải quyết cho yên lành mà. Người đẹp, cô thấy nên giải quyết thế nào? Vẻ mặt giễu cợt càng hiện rõ chê y khuôn mặt của người thanh niên. Vẻ giễu cợt này không khác gì đang nhằm vào bà Tạ. Con gái mình đã nhận ra tình thế không ổn, muốn giải quyết chuyện này, thế nhưng người mẹ gây ra chuyện này còn muốn ngăn cản con gái giải quyết chuyện này trong êm đềm. Nhưng như vậy lại là chuyện tốt với người thanh niên này. Bởi vì như vậy hắn mới có lý do để ép buộc Tạ Linh Ngọc. Mẹ cô lại muốn ăn miếng trả miếng với tôi. Sao tôi có thể buông tha chuyện này dễ dàng vậy được? Người thanh niên nói. Hừ, tôi đúng là muốn ăn miếng trả miếng với cậu đấy, nếu thức thời thì cậu nên xin lỗi tôi. Bà Tạ không nghe ra người khác đang chế giễu bà ta, còn ở đó hung hăng đe dọa. Tạ Linh Ngọc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô muốn xin lỗi đối phương để giải quyết cho xong chuyện này, nhưng không biết thế nào mà bà Tạ cứ đứng bên cạnh làm cho mọi chuyện thêm hỗn loạn. Mẹ có thể đừng nói nữa được không, chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Tạ Linh Ngọc hơi bất lực nhìn mẹ mình. Lúc này đúng lúc bác cả Tạ gia bước vào. Mặc dù ông ta không biết Tạ Linh Ngọc và Chu Dương nhưng ông ta lại quen với bà Tạ. Vì thế ông ta bước đến, tôi là tộc trưởng Tạ gia, xảy ra chuyện gì sao? Sau khi nhìn thấy bác cả Tạ gia, ánh mắt người thanh niên này cũng lóe lên tia nghiêm túc, người này xem ra cũng có chút dáng vẻ của người trong đại gia tộc. Tất nhiên cũng chỉ có vậy thôi, mọi thứ còn phải xem thực lực thế nào nữa. Chương 888, mục đích của Đinh Hùng. Sau khi nhìn thấy bác cả của Tạ gia, bà Tạ vui mừng khôn xiết.
Anh cả, tên nhóc này mắng em là kẻ ngốc đã đành, cậu ta còn đánh em một bạt tai. Anh nói xem, Tạ gia chúng ta sắp trở thành thế gia rồi, cậu ta làm vậy với em không phải là không giữ thể diện cho Tạ gia hay sao? Cũng là không nể mặt anh cả. Bà Tạ dùng chiêu của phụ nữ trung niên, dễ dàng buộc chuyện này lên người bác cả của Tạ gia. Đánh tôi chính là không nể mặt bạn, bạn nói xem bạn có quan tâm không? Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời của bà Tạ, gương mặt của bác cả hiện rõ vẻ không vui lắm. Ông ta sắp thành lập Tạ gia, đây là lúc ông ta dương oai, tuyệt đối không thể bị người khác sỉ nhục. Cậu bạn, tuy Tạ gia của chúng tôi vẫn chưa chính thức trở thành thế gia, nhưng nếu chuyện này cậu không giải thích rõ với tôi, e rằng sẽ không dễ bỏ qua đâu. Quả nhiên là bác cả, nói chuyện có khí phách. Bà Tạ lập tức đắc ý, trong ánh mắt nhìn Tạ Linh Ngọc có chút khoe khoang. Giống như đang nói, con xem mẹ nói đúng chứ, con không cần phải xin lỗi cậu ta. Con còn muốn xin lỗi cậu ta, xem bác cả của con vừa đến đã bắt cậu ta giải thích rõ ràng. Tạ Linh Ngọc chỉ có thể lắc đầu bất lực. Chuyện này làm gì đơn giản như vậy? Người đến Thúy Hồ Cư, có ai không phải là con cháu thế gia? Một Tạ gia nhỏ bé như bọn họ còn chưa chính thức trở thành thế gia, nói chuyện có khí phách thì có ích gì? Đến lúc đó người khác lộ ra thực lực, cũng vẫn phải xin lỗi người khác. Chỉ sợ đến lúc đó không chỉ xin lỗi là có thể giải quyết được. Quả nhiên, sau khi nghe được lời bác cả nói, trong mắt người thanh niên lóe lên sự khinh thường. Muốn biết thân phận của tôi không? Được thôi, tôi nói với ông, tôi là đại thiếu gia của Đinh gia, cho hỏi ông muốn tôi giải thích gì đây? Người thanh niên khinh miệt đánh giá, nói với bác cả của Tạ gia. Tuy Đinh gia là một thế gia nhỏ hạng ba, nhưng không sao cả, hắn là người thừa kế thứ nhất chân chính của Đinh gia, so sánh thân phận với một gia tộc nhỏ chưa thành lập như Tạ gia thì một trời một vực. Tên hắn là Đinh Hùng, có tiếng tăm lừng lẫy trong thế gia nhỏ ở Đông Hải, đối mặt với bác cả của Tạ gia tuyệt đối không cúi đầu khuất phục. Thậm chí có thể từ chê y nhìn xuống. Mà bác cả Tạ gia sau khi nghe tên tuổi của Đinh Hùng, trong mắt lập tức hiện lên sự nghiêm trọng. Không ngờ lại là người thừa kế của Đinh gia, lần này phiền phức lớn rồi. Phải biết rằng, Đinh gia có xếp hạng rất cao trong số các gia tộc hạng ba. Nếu là gia tộc xếp cuối trong gia tộc hạng ba, ông ta cũng không đến mức kiêng kỵ như vậy. Mặc dù Tạ gia vẫn chưa chính thức thành lập thế gia, nhưng thực lực bên trong vẫn phải có. Công ty mỹ phẩm của Tạ Linh Ngọc đang chỉnh đốn tổng hợp tài sản mà ông ta mang từ nước ngoài về. Có thể nói chỉ cần Tạ gia thành lập thế gia, chớp mắt có thể thành lập một thế gia bậc trung trong thế gia hạng ba. Nếu đối phương là con cháu thế gia đứng cuối, hơn nữa không phải là nòng cốt, thậm chí ông ta có thể đánh trả một cái bạt tai. Dẫu sao đây là khi ông ta dương oai, đến lúc đó Tạ gia thành lập thế gia, đối phương tuyệt đối sẽ không trở mặt với Tạ gia chỉ vì một người không phải cốt cán. Tên tuổi của Tạ gia cũng sẽ được đánh bóng. Mà bây giờ người ông ta đối mặt lại là Đinh gia. Hơn nữa còn là người thừa kế thứ nhất của Đinh gia. Nếu đắc tội với Đinh Hùng, vậy Đinh Hùng sẽ liều mạng dạy dỗ Tạ gia bọn họ. Bản thân Đinh gia đã lớn mạnh hơn bọn họ, hoàn toàn không cần liều mạng mất tất cả. Thì ra là công tử của Đinh gia, vậy những chuyện hôm nay đều là hiểu lầm thôi. Bác cả Tạ gia lập tức lật mặt, lộ ra một nụ cười hòa nhã dễ gần. Chuyện này cậu muốn giải quyết thế nào, Tạ gia chúng tôi bằng lòng bồi thường như Đinh thiếu gia muốn. Không hỏi đúng sai, trực tiếp xin lỗi. Đây chính là hiện trạng trong thế gia. Ban đầu bác cả của Tạ gia cũng không hỏi lý do, bởi vì cái thứ lý do này căn bản không quan trọng. Bồi thường, lại là bồi thường, Tạ gia các người thấy mình rất có tiền đúng không? Muốn dùng tiền đập vào mặt bổn thiếu gia đây à? Nhưng đối mặt với nụ cười của bác cả Tạ gia, Đinh Hùng lại cười lạnh lùng rồi đáp lời. Bởi vì thứ hắn muốn không phải là tiền, mà là gây khó dễ. Sao có thể chứ? Sao chúng tôi dám đánh vào mặt Đinh thiếu gia? Bác cả Tạ gia tiếp tục nhận lỗi. Anh cả, anh làm sao vậy? Người ta cho dù là thiếu gia của Đinh gia thì thế nào? Tạ gia chúng ta sắp trở thành thế gia rồi mà, quyền thế cũng ngang với bọn họ. Bà Tạ ồn ào bên cạnh. Em im miệng, bác cả vung tay đánh bà Chu một bạt tai. Cho dù chúng ta trở thành thế gia thì làm sao? Giữa thế gia thì không có khoảng cách à?
Ninh đại thiếu gia, đó là người em có thể mạo phạm sao? Còn không mau xin lỗi Ninh thiếu gia. Bác cả lớn tiếng trách mắng, xem ra rất nghiêm túc. Bà Tạ bị tát một cái thì đã đờ người, nhưng lập tức cũng hiểu được, thì ra cho dù Tạ gia trở thành thế gia cũng không thể ngang hàng với tất cả mọi người. Giữa thế gia với nhau cũng có khoảng cách về cấp bậc. Giống như những ông chủ lớn luôn dễ dàng bắt nạt những người nông dân bình thường. Bà ta cúi đầu không cam tâm. Nhưng Đinh Hùng nhìn cảnh tượng trước mặt này thì thấy vô cùng hài lòng. Sự đắc ý của hắn cũng đạt đến mức độ thỏa mãn cực lớn. Tên tuổi của đại thiếu gia Đinh gia đúng là oai thật. Thời khắc này, hắn cảm thấy vô cùng tự hào vì mình là đại thiếu gia của Đinh gia. Xin lỗi tôi là xong rồi ư. Ban đầu, mụ đàn bà này dọa dẫm tôi muốn trả thù tôi, còn định dùng tiền đánh vào mặt tôi. Chuyện Tạ gia các người làm quá đáng lắm rồi, nếu thật sự muốn giải quyết chuyện này thì thể hiện chút thành ý đi. Đinh Hùng nói với sắc mặt ảm đạm. Mà bác cả nghe thấy câu này, trong lòng đột nhiên chùn xuống, đối phương là muốn đưa ra yêu cầu cao hơn. Trái tim ông đã rỉ máu. Bản thân muốn thành lập thế gia nhưng thế gia này còn chưa lập nên lại đụng phải chuyện như vậy, phải tổn hại một phần lớn tài sản rồi. Bác cả cảm thấy đối phương có thể đòi hơn mấy triệu tệ. Ông ta vô cùng đau lòng, rất không bằng lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trách tội chuyện này lên người bà Tạ. Mời Đinh thiếu gia cứ nói, Tạ gia chúng tôi tuyệt đối có thành ý hòa bình giải quyết chuyện này. Bác cả trầm giọng nói. Ông ta buộc phải chấp nhận sự thật. Bất luận đối phương đưa ra điều kiện gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc thành lập thế gia của Tạ gia, ông ta sẽ đồng ý ngay. Ông cũng không cần lo lắng, tôi biết trong lòng ông đang nghĩ gì. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thành lập thế gia của Tạ gia các ông, nếu không người khác còn cho rằng tôi sợ các ông. Ánh mắt của Đinh Hùng cuối cùng cũng di chuyển về phía Tạ Linh Ngọc. Sở dĩ hắn dài dòng lâu như vậy là vì muốn dẫn đến tình cảnh này để hắn mục đích thật sự của mình. Giao cô gái này cho tôi là được rồi. Đinh Hùng chỉ về phía Tạ Linh Ngọc rồi nói. Chương 889, thực lực của Chu Dương. Giao người phụ nữ này cho tôi là được. Chủ ý cuối cùng của Đinh Hùng vẫn nhắm về phía Tạ Linh Ngọc. Gả cô ấy cho tôi, đương nhiên, nếu như các ông không muốn gả thì để cô ấy ở cạnh tôi một tháng cũng được. Ánh mắt Đinh Hùng nhìn Tạ Linh Ngọc tràn đầy sự tham lam. Đúng là một phụ nữ cực phẩm. Mặc dù không quá hiểu biết về Tạ Linh Ngọc nhưng nếu như Tạ Linh Ngọc đồng ý, hắn sẽ thật sự cưới cô về nhà. Cứ coi như sau một năm rưỡi, hắn cảm thấy Tạ Linh Ngọc không hợp với mình, khi đó vứt bỏ Tạ Linh Ngọc cũng không thành vấn đề, tóm lại một câu đơn giản thì hắn muốn có được Tạ Linh Ngọc. Nhưng hắn cũng lo lắng Tạ gia sẽ không đồng ý, dẫu sao hôn nhân đại sự cũng không phải trò đùa, mà hắn cũng không thể chờ đợi Tạ gia suy nghĩ, vì vậy mới đưa ra cho Tạ gia hai lựa chọn. Ở cạnh hắn một tháng. Còn về sau một tháng sẽ ra sao, điều đó không sao cả, bây giờ điều mà trong lòng hắn muốn chính là có thể nhanh chóng đưa Tạ Linh Ngọc về nhà, vui vẻ trải qua một tháng. Người của Tạ gia nghe thấy yêu cầu này, trên y mặt lập tức biểu lộ ra những phản ứng khác nhau. Bác cả của Tạ gia vẻ mặt kỳ lạ, sau đó là sự vui mừng. Vốn dĩ ông ta cho rằng phải hy sinh vài triệu, thậm chí hàng chục triệu tệ. Mà bây giờ đối phương chỉ cần Tạ Linh Ngọc. Bất luận là gả cho tên Đinh Hùng hay là ở cạnh hắn một tháng đều là một giao dịch không hề thua lỗ. Vẻ mặt của bà Tạ lại bối rối, thực sự khi bà ta biết được thân phận của Đinh Hùng, bà ta cũng đồng ý, gả con gái cho nhà giàu vẫn luôn là nguyện vọng lớn nhất của bà ta. Chỉ là bà ta không thích Đinh Hùng lắm, hơn nữa còn cảm thấy cho dù Đinh Hùng có cưới Tạ Linh Ngọc cũng chưa chắc sẽ đối xử tốt với bà ta. Nếu như bà ta đã không có được bất kỳ lợi ích gì, tại sao phải gả con gái đi chứ, cho dù có nhà giàu hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tạ Linh Ngọc chán ghét, cô đương nhiên sẽ không gả cho tên cặn bã như vậy. Vì thế phản ứng của ba người cũng không giống nhau. Được, cứ như thế đi, bác cả Tạ gia nói. Cái này không thích hợp lắm, để Linh Ngọc ở bên cậu một tháng, vậy nó làm sao còn thể tìm được một người tốt nữa chứ, bà Tạ nói. Đây cũng là chuyện mà bà ta lo lắng nhất. Không gả Tạ Linh Ngọc cho Đinh Hùng, để cô ở cạnh anh ta một tháng, chuyện này truyền ra ngoài, Tạ Linh Ngọc làm sao có thể gả vào nhà giàu có được nữa. Có xinh đẹp hơn cũng không có khả năng,
dù sao nhà giàu có vô cùng kiêng kỵ với mấy chuyện này. Tôi đã kết hôn rồi, Tạ Linh Ngọc thản nhiên nói. Xin lỗi, đừng có ý đồ gì với tôi nữa, tôi đã kết hôn rồi. Giọng nói của Tạ Linh Ngọc đã hoàn toàn lấn át giọng nói của bác cả Tạ Gia và bà Tạ. Ninh Hùng nghe giọng nói của Tạ Linh Ngọc rõ ràng nhất, sau khi nghe xong vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Cô nói cái gì? Vẻ mặt của Đinh Hùng hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Linh Ngọc, nói như vậy, cô đã không còn là người phụ nữ sạch sẽ nữa rồi sao? Lúc này hắn lại thấy hơi đố kỵ. Dù sao Tạ Linh Ngọc quá xinh đẹp, vừa nhìn liền cho người ta cảm giác trong trắng sạch sẽ. Hắn ta không thể tưởng tượng được người phụ nữ như vậy đã có chồng. Có chồng rồi vậy chẳng phải có nghĩa là cô đã từng vui vẻ với người đàn ông khác. Hễ nghĩ tới việc Tạ Linh Ngọc vui vẻ cùng người đàn ông khác, thậm chí còn phát ra âm thanh sung sướng IG, hắn liền cảm thấy tức giận. Tại sao không phải là hắn? Xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần biết tôi đã kết hôn là đủ rồi. Tạ Linh Ngọc lạnh lùng nói. Cô đương nhiên biết không sạch sẽ mà đối phương nói là có ý gì. Chuyện này khiến cô khá xấu hổ để mở lời, đồng thời ấn tượng về Đinh Hùng cũng càng thêm tồi tệ. Kết hôn rồi sao? Hừ hừ, kết hôn rồi cũng không sao cả, chỉ là thời gian sẽ phải kéo dài thêm. Ninh Hùng nhìn bác cả của Tạ Gia nói, tôi muốn người phụ nữ này ở cùng tôi nửa năm, trong nửa năm này tôi muốn nếm thử mọi ngóc ngách của cô ấy. Khi nói ra lời này, vẻ mặt của Ninh Hùng khá hung tợn. Rõ ràng người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao. Bác cả Tạ Gia dường như không chút do dự liền đồng ý, không vấn đề gì. Nhưng không thể ảnh hưởng đến công việc bình thường của nó. Ninh Hùng cũng đồng ý. Hợp tác của hai bên dường như vô cùng vui vẻ, mặc dù bà Tạ không hài lòng lắm nhưng bà ta cũng ý thức được sức mạnh của đối phương, lúc này cũng không dám nói nữa. Tôi không đồng ý, Tạ Linh Ngọc vẫn cố chấp nói. Ha ha, người đẹp à, cô đồng ý hay không thì có thể làm gì chứ? Ninh Hùng hoàn toàn không hề để ý tới câu trả lời của Tạ Linh Ngọc. Những người phụ nữ trong gia tộc, được mấy người có thể sống theo ý muốn của mình. Trong gia tộc, người nào không phải là công cụ chứ? Vì vậy, mỗi một người trong gia tộc đều liều mạng muốn trèo lên chê y. Chỉ có trèo lên đỉnh cao nhất mới có thể thực sự sống như mình mong muốn. Bao gồm cả Đinh Hùng, hắn biết rằng, giả sử như Đinh gia gặp khó khăn cần phải hy sinh hắn, thì hắn cũng không có cách nào chạy trốn được. Đến lúc đó cả Đinh gia nhất định sẽ hợp tác giao hắn ra. Cũng vì điều này, nên hắn mới không đếm xỉa đến ý kiến của Tạ Linh Ngọc. Không được, tôi sẽ ép buộc đưa cô đi, cô nghĩ người trong gia đình này sẽ bảo vệ cô sao? Đinh Hùng đắc ý hỏi. Không có ai bảo vệ, hắn muốn mang một người phụ nữ yếu đuối đi không phải quá dễ dàng sao? Có tôi. Lúc này, một giọng nói uể oải vang lên. Là Chu Dương. Vốn dĩ mâu thuẫn của Đinh Hùng chỉ là đối đầu với Tạ Gia, anh cũng hoàn toàn không để ý. Nhưng bây giờ đối phương đã chĩa mũi nhọn về phía Tạ Linh Ngọc, mọi chuyện đã khác. Nếu như đã có ý đồ với vợ của anh, chính là tìm đường chết. Nếu vợ của tôi không đồng ý, nhân lúc còn sớm thì cậu hãy cút đi. Chu Dương vẻ mặt bình tĩnh nói. Chỉ có điều lời nói của anh lại khiến cho Đinh Hùng suýt chút nữa hộc máu. Đại ca à, anh là ai thế? Chúng tôi đã cãi nhau lâu lắm rồi, anh không chút động tĩnh, lúc này lại nhảy ra làm gì chứ? Nhưng hắn cũng không để ý đến Chu Dương, bởi vì cảm giác sự tồn tại của Chu Dương quá thấp kém, hơn nữa anh vẫn luôn đứng sau mấy người kia, vừa nhìn là biết chỉ là kẻ tầm thường. Lúc này đứng ra chẳng qua chỉ là một bia đỡ đạn mà thôi. Quả nhiên không đợi Đinh Hùng mở lời, bác cả của Tạ Gia đã nghiêm khắc quay người nhìn Chu Dương. Nhóc con, cậu là cái thá gì mà dám nhúng tay vào chuyện của Tạ Gia nhà tôi? Cậu vừa nói Tạ Linh Ngọc là vợ của cậu à? Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi, cậu chẳng qua chỉ là một tên phế vật, hoàn toàn không xứng với Linh Ngọc, cậu có thể cút đi được rồi đấy. Chuyện của Tạ Gia, cậu càng không có tư cách xen vào. Ha ha, ai muốn nhúng tay vào chuyện của Tạ Gia các ông chứ? Chu Dương hờ hững nhún vai. Tạ Gia các ông muốn như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nhưng nếu có ai dám có ý đồ với Linh Ngọc, đừng trách tôi không khách khí. Chu Dương không thèm để ý tới bác cả của Tạ Gia,
nhìn Đinh Hùng nói, tranh thủ lúc này mau chóng cút đi. Chương 890, bạt tai. Đối với cái thứ nhỏ nhặt như Đinh gia, Chu Dương hoàn toàn không để tâm tới. Ngay cả Tô gia là đối tác hợp tác của anh, thậm chí Tô Vĩ, người thừa kế duy nhất của Tô gia cũng coi anh là lão đại, anh hà tất phải coi trọng người của Đinh gia. Vì vậy anh không muốn lôi kéo những thứ vô dụng này, dứt khoát bảo đối phương cút đi. Nếu đã là đối thủ không cùng đẳng cấp, còn có gì để nói nữa? Chỉ là phản ứng này của anh trong mắt của người khác lại không như vậy. Đinh Hùng coi anh giống như một kẻ ngốc. Ha ha, rốt cuộc tên thiểu năng như mày từ đâu ra vậy? Mày biết mày đang nói gì không? Lẽ nào mày không thấy người đứng đầu của Tạ gia đã cúi đầu nhận lỗi với tao rồi sao? Đinh Hùng kiêu ngạo nói, vốn dĩ hắn không hề ngạo mạn như vậy, mặc dù thái độ của người trong Tạ gia vô cùng cung kính với hắn. Nhưng quá cung kính ngược lại khiến hắn cảm thấy trống rỗng, giống như bây giờ Chu Dương đứng ra phản kháng lại khiến hắn có cảm giác vui vẻ khác thường. Đúng vậy, phải phản kháng chứ. Mày càng đấu tranh tao càng cảm thấy mình lớn mạnh. Đinh Hùng hào hứng nghĩ. Hành động của Chu Dương trong mắt hắn là cuộc đấu tranh vô ích nhất, vì thế hắn không hề coi Chu Dương là đối thủ, lúc này đang suy nghĩ lát nữa sẽ hành hạ Chu Dương như thế nào. Này, ông là người đứng đầu của Tạ gia đúng không? Chuyện này là sao? Tạ gia các ông tại sao lại có người bất mãn với tôi như thế? Đinh Hùng đùa cợt nhìn bác cả Tạ gia hỏi. Thậm chí hắn còn lười ra tay, chỉ muốn ở một bên xem kịch hay. Dưới ánh mắt của Đinh Hùng, bác cả lúc này giống như một con khỉ, hèn mọn gật đầu. Vâng, vâng, Đinh thiếu gia nói đúng, chuyện này là Tạ gia chúng tôi xử lý không tốt, làm bẩn tai của Đinh thiếu gia, tôi sẽ xử lý thay cậu. Sau khi nói xong, bác cả Tạ gia xoay người phẫn nộ nhìn Chu Dương, phế vật. Ai cho cậu nói năng như vậy với Đinh thiếu gia? Mau chóng cút cho tôi. Đúng thế, đều tại tên phế vật như mày, vốn dĩ chúng tao với Đinh thiếu gia không có nhiều chuyện như vậy, tất cả đều tại mày đắc tội với Đinh thiếu gia. Bà Tạ cũng ở một bên trách mắng. Cảnh tượng vô cùng khôi hài. Hai người Tạ gia cung kính với Đinh Hùng, thay hắn chửi mắng Chu Dương người duy nhất ra mặt cho bọn họ. Chuyện này thực tế từ đầu đến cuối đều không có chút liên quan nào đến Chu Dương. Tạ Linh Ngọc lắc đầu, cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng với người của Tạ gia. Vẻ mặt của Chu Dương vẫn thờ ơ như cũ. Người của Tạ gia có đức tính ra sao anh đã quá rõ ràng. Anh cũng lười tính toán với Tạ gia, chỉ có điều bây giờ tên Đinh Hùng này quả thật rất quá đáng. Anh đã bảo hắn cút nhưng hắn lại dám ở đây ra oai. Đúng là tự tìm đường chết. Vì vậy Chu Dương cũng không phí lời nữa, anh giơ tay lên tát thẳng xuống. Tôi đã bảo cậu cút đi, cậu không nghe rõ sao, vẫn không hiểu tiếng người à? Yên tĩnh. Cái tát này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chu Dương lại to gan như vậy. Bác cả và bà Tạ nhanh chóng phản ứng lại, lập tức quỳ xuống cung kính với Đinh Hùng, sau đó chửi bới Chu Dương. Bà Tạ thậm chí còn muốn chạy tới tát Chu Dương vài cái. Chỉ có điều đã bị Chu Dương nhẹ nhàng nắm cánh tay ngăn lại. Đinh Hùng cũng đã có phản ứng. Ôm lấy mặt, ánh mắt thù hận nhìn Chu Dương, được lắm thằng danh, mày lại dám ra tay với tao. Xem ra, mày thật sự vẫn chưa hiểu danh nghĩa đại thiếu gia của Đinh gia tao là có nghĩa gì. Đừng ai phí lời nữa, mày, còn cả các người nữa, toàn bộ Tạ gia, đừng hòng rời khỏi đây. Còn muốn thành lập thế gia sao? Dám làm đại thiếu gia của Đinh gia là tao bị thương, tao sẽ đè chết tất cả chúng mày. Đinh Hùng nói, sau đó rút điện thoại ra gọi điện. Bác cả Tạ gia và bà Tạ hoảng đến mức suýt tự cắn lưỡi, không chút do dự nằm chê y mặt đất, ôm lấy chân của Đinh Hùng khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng thỉnh cầu của bọn họ đều vô dụng, Đinh Hùng liên tục dùng chân đá vào mặt bọn họ. Chỉ có Chu Dương nhìn thấy toàn bộ cảnh trước mặt đều cảm thấy vô cùng nhàm chán. Tên Đinh Hùng này lại muốn ra oai chứ không bằng lòng rời khỏi đây, nhất quyết muốn gọi người đến dạy dỗ Chu Dương. Tôi hiểu rồi, cậu chỉ nhìn thân phận thôi đúng không, bằng không cho dù có đánh chết cậu cũng không chịu thua đúng không? Chu Dương khâm phục tên Đinh Hùng ngoan cố này. Đây căn bản là một kẻ thiểu năng. Cho dù hắn có lai lịch lớn mạnh, thân phận cao quý, nhưng hắn bây giờ chỉ như bao cát bị treo lên để đánh. Hắn không thể tạm thời chịu thua. Sau đó chờ ông đây đi khỏi rồi mới gọi người sao?
cứ nhất quyết phải cứng đầu cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng đối mặt với kẻ cứng đầu ngốc nghếch như vậy, Chu Dương cũng không có cách nào khác, anh gọi điện bảo Tô Vĩ tới đây. Tô Vĩ người thừa kế của gia tộc lớn thứ hai trong số các gia tộc hạng nhất, thân phận danh giá gấp hơn 10.000 lần Đinh Hùng. Để cậu ta tới, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đinh Hùng vẫn cứng miệng, mặc dù chê y mặt đã sưng lên nhưng vẫn nghiến răng nói, mày tiếp tục đánh đi. Phế vật giống như mày cũng chỉ có chút bản lĩnh đấm đá, mày hoàn toàn không thể hiểu được thế lực khổng lồ của gia tộc hay sức mạnh của tiền bạc. Tao sẽ nhanh chóng cho loại người như mày biết đắc tội với tao sẽ ra sao, đến lúc đó mày sẽ cảm thấy hối hận vì đã đối xử với tao như vậy. Nhưng đến lúc đó cũng muộn rồi, cho dù mày quỳ xuống tao cũng sẽ không tha thứ cho mày. Đinh Hùng ôm mặt hét lên. Hắn cho rằng Chu Dương dám ra tay với hắn chỉ vì không có kiến thức, hoàn toàn không biết sự lớn mạnh của Đinh gia mới làm ra chuyện như vậy. Dẫu sao trước kia bà tả cũng vì không biết Đinh gia như thế nào mới đắc tội với hắn. Vì vậy điều này cũng đã khơi dậy lòng tự trọng của Đinh Hùng. Hắn nhất định sẽ khiến đối phương mở rộng tầm mắt. Hắn phải nhìn thấy vẻ mặt đầy bàng hoàng và hối hận của Chu Dương khi thấy được thực lực của Đinh gia. Hắn tin rằng Chu Dương nhất định sẽ bày ra biểu cảm như vậy. Vừa hay gia chủ Đinh gia Đinh Nhất Phú cũng đã đưa một nhóm người bảo vệ đi vào. Hùng Nhi, ai đánh con vậy? Đinh Nhất Phú đi vào cửa lớn, vô cùng nghiêm khắc quét qua đại sảnh. Dám đánh người của Đinh gia, xem ra cậu đã chuẩn bị tốt để trả giá tương xứng rồi. Không nói nhiều lời, ánh mắt của Đinh Nhất Phú nhìn chằm chằm vào Chu Dương. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Chu Dương vẫn đang đánh Đinh Hùng, cho dù Đinh Nhất Phú đã đi vào, anh cũng không dừng lại. Bốp 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 bốp, âm thanh tiếng tát tiếp tục vang lên, Chu Dương thậm chí không hề để ý tới Đinh Nhất Phú, chỉ chuyên tâm đánh Đinh Hùng. Điều này khiến sắc mặt của Đinh Nhất Phú trở nên khó coi, thằng danh, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Tôi biết, cánh tay của Chu Dương vẫn không dừng lại, ông nói là việc của ông, cứ tiếp tục nói đi đừng dừng lại. Chương 891, hào quang của Tô Vĩ. Tôi đánh việc tôi, ông nói việc ông, chúng ta không làm phiền nhau, điều này không phải tốt sao? Chu Dương quay đầu, nở nụ cười với Đinh Nhất Phú. Lúc này, Đinh Nhất Phú cuối cùng cũng hiểu ý Chu Dương là gì. Cậu đùa giỡn tôi. Đinh Nhất Phú gào lên. Thật à? Chu Dương nhún vai, nếu ông nghĩ vậy, thì cứ cho là đùa giỡn đi, cũng chẳng sao cả. Đúng là anh định bớn cờ Đinh Nhất Phú, mục đích chủ yếu là để đánh Đinh Hùng một trận ra trò. Dù sao tên Đinh Hùng này rất đáng đánh. Không chỉ đổ dồn chú ý lên vợ anh, thậm chí Chu Dương cho hắn hai cơ hội để cút đi, nhưng hắn vẫn ngoan cố ở đây, lãng phí thì giờ. Nếu vậy, chỉ bằng anh xử lý hắn một trận, bằng không đúng là để thời gian trôi qua vô ích. Sau khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Chu Dương, Đinh Nhất Phú lập tức nổi giận. Quan điểm bất đồng, lập trường không giống nhau. Chu Dương thấy việc anh đùa giỡn ông ta là chuyện đương nhiên. Nhưng với Đinh Nhất Phú, đây là hành động không thể tha thứ. Đánh cậu ta cho tôi. Đánh chết cậu ta. Đinh Nhất Phú ra lệnh cho người bảo vệ đứng sau mình. Nhận được lệnh, bảo vệ xông lên. Song họ không phải đối thủ của Chu Dương, bị anh đánh bật lại một cách dễ dàng. Chu Dương nhìn Đinh Nhất Phú, bây giờ thì sao? Hay là Đinh gia các ông còn lực lượng chủ đạo nào à? Lần này, Đinh Nhất Phú bắt đầu luống cuống. Ông ta vừa chứng kiến Chu Dương đánh Đinh Hùng như thế nào. Ước chừng phải đến mấy chục cái tát. Đánh liên tục mấy phút không dừng. Ông ta là gia chủ Đinh gia, nếu cũng bị Chu Dương đặt ở đó rồi tát suốt mấy phút, thì ông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng, bây giờ ông ta có thể lựa chọn sao? Vốn dĩ ông ta tới đây gây sự với Chu Dương, thậm chí đưa theo hết bảo vệ, nhưng họ đều bị Chu Dương đánh lại. Nếu bây giờ bị Chu Dương đánh, thì ông ta lấy gì để chống đỡ đây? Cậu đừng tới đây. Cậu không thể đánh tôi. Tôi là gia chủ Đinh gia. Đinh gia có mấy trăm triệu tài sản, vô số sản nghiệp, thực lực mạnh mẽ, nếu cậu đánh tôi, cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Đinh Nhất Phú vô cùng hốt hoảng. Chỉ biết bất lực giãy giụa. Dùng thân phận mình uy hát yêu ta Chu Dương. Nhưng nếu ông ta biết chút thân phận đó đe dọa được Chu Dương, thì Đinh Hùng đã không bị đánh thảm như vậy. Nên,
Chu Dương cười khẩy, nên tôi không thể đánh ông đúng không? Ông giải thích cho tôi, sao ông là gia chủ Đinh gia thì tôi lại không thể đánh ông? Tại sao tôi không thể đánh ông khi ông có đến hơn 100 triệu? Chu Dương vô cùng chán ghét hạng người như này. Một chút bản lĩnh cũng không có, suốt ngày ỷ lại vào thân phận bản thân để đi uy hiếp ta người khác. Thời gian đó, sao không tự đi nâng cao thực lực của mình chứ? Đương nhiên, điều đáng ghét nhất là, hạng người này rất khó bị khuất phục. Chu Dương hoàn toàn khẳng định được, nếu anh đánh Đinh Nhất Vũ một trận, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hai người này quay về Đinh gia sẽ lại nghĩ cách trả thù Chu Dương, nguyên nhân đơn giản là vì với họ, Chu Dương không có tư cách đánh họ. Chẳng qua có tí may mắn thôi. Nên bọn họ nhất định sẽ báo thù. Đây cũng là điều khiến anh nhức đầu. Quả nhiên, Đinh Nhất Phú lên tiếng, vì loại rác rưởi nhà cậu, không xứng ra tay với tôi. Chu Dương cười gượng, lắc đầu một cái, đang muốn tự cảm thán trước khả năng tiên đoán của mình, thì một tiếng động lớn vang lên từ cửa. Ai nói lão đại không xứng đáng? Là Tô Vĩ. Thanh niên này cuối cùng cũng tới, trong lòng Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Dù bản thân anh cũng mạnh, có thể tùy tiện đánh một lúc cả Đinh Hùng và Đinh Nhất Vũ, nhưng nếu khiến bọn họ chịu thua, đó là chuyện vô cùng phiền phức. Dù sao trong mắt cặp bố con Đinh gia này, bản thân anh chỉ là người biết một chút công phu quyền cước thôi. Anh đánh bọn họ tàn phế, e là bọn họ cũng chẳng chịu cúi đầu. Mà đang ở trong Túy Hồ Cư, nên anh không đến nỗi giết chết bọn họ. Cũng may, Tô Vĩ cuối cùng đã tới. Với thân phận Tô Vĩ, đối phó với hai bố con Đinh gia này rất dễ dàng. Quả nhiên, nhìn thấy bóng dáng Tô Vĩ, hai bố con Đinh gia lập tức đứng lên. Dù khuôn mặt bị đánh cho biến dạng, nhưng bọn họ vẫn bày ra thái độ cung kính, Tô thiếu gia, sao cậu tới đây? Bác cả Tạ gia và bà Tạ cũng đứng đằng sau nháy mắt với Đinh gia, hơi khom người bày tỏ sự tôn trọng. Song Tô Vĩ không hề để ý bọn họ, còn không thèm liếc mắt nhìn, chỉ bước thẳng về hướng Chu Dương. Hừ, còn hỏi sao tôi tới ư? Nếu tôi không tới, các ông định quấy rầy lão đại đến mức nào nữa? Vừa nói, Tô Vĩ vừa đi tới cạnh Chu Dương, hơi cúi người, lão đại, em tới trễ. Nhìn thấy cảnh tượng này, như tiếng sét đánh giữa trời quang, giáng thẳng vào người hai anh em Tạ gia và hai bố con Đinh gia. Bọn họ vừa chứng kiến cảnh tượng gì vậy? Tô Vĩ, đường đường là thiếu gia của gia tộc lớn thứ hai. Vậy mà gọi Chu Dương là lão đại. Rốt cuộc thân phận của Chu Dương là gì? Chị dâu, Tô Vĩ nhìn Tạ Linh Ngọc rồi gật đầu chào. Tạ Linh Ngọc cũng lịch sự đáp lại. Lần này, bốn người đang cúi lưng kia càng thêm kinh sợ. Ban đầu bọn họ còn tưởng Tô Vĩ nhận nhầm người. Nhưng giờ xem ra rõ ràng không phải. Tô Vĩ thật sự coi Chu Dương là lão đại. Nhưng tại sao, không phải tên danh đó chỉ là thứ bỏ đi sao? Không đợi bọn họ hiểu ra vấn đề, Tô Vĩ thẳng thắn nhìn lại. Các người, có ý gì? Sao trêu chọc lão đại? Tô Vĩ lạnh lùng hỏi. Nhìn rất có phong thái của một con cháu thuộc dòng dõi đại gia tộc. Ít nhất trước mặt hai anh em Tạ gia và hai bố con Đinh gia, khí chất của Tô Vĩ cực kỳ phong độ. Là chúng tôi ngu dốt. Hai bố con Đinh gia không chút do dự mà vội vàng nhận sai, vì chúng tôi không biết Chu tiên sinh là lão đại của cậu. Nếu biết thì có cho 100 lá gan, chúng tôi cũng không dám động vào cậu ta. Thế à, Tô Vĩ gật đầu, nhưng các ông chọc vào lão đại rồi, bây giờ định giải quyết như nào? Tôi sai rồi, Đinh Hùng vội tát vào mặt mình. Để bày tỏ sự chân thành, hắn không dừng tay, mà liên tục dùng hết sức tát vào mặt. Ông có chuyện gì sao? Tô Vĩ nhìn Đinh Nhất Phú. Đinh Nhất Phú nhìn Đinh Hùng bên cạnh, thầm mắng mày đào hố chôn bố rồi. Nếu Đinh Hùng không tự nhiên tát vào mặt như vậy, khả năng cao ông ta sẽ thương lượng với Tô Vĩ. Nhưng giờ Đinh Hùng làm vậy rồi, ông ta còn biết làm gì khác? Chẳng lẽ nói ông ta không thành tâm xin lỗi sao? Đương nhiên điều đó không được, nên ông ta cũng bắt đầu tự tát mình. Chương 892, thành lập Tạ gia. Nhìn hai bố con Đinh gia tự tay tát mình, thật ra chuyện này rất đơn giản, Chu Dương vốn dĩ không định làm gì họ. Nếu bắt bọn họ trả giá và thành thật xin lỗi anh sẽ không so đo mà để bọn họ rời đi. Lúc này,
hai người bác cả Tạ gia và bà Tạ là khó xử nhất. Bọn họ và Đinh gia có tranh chấp, bây giờ Chu Dương gọi Tô Vĩ đến giải quyết hai bố con Đinh gia, đó là chuyện tốt cho họ. Nhưng thật đáng xấu hổ, bọn họ hợp tác Đinh gia, cùng lăng mạ Chu Dương. Thậm chí bà Tạ vì muốn lấy lòng hai bố con Đinh gia, còn định tát cho Chu Dương vài cái. Bây giờ Chu Dương gọi người tới, bọn họ phải làm gì đây? Ánh mắt Tô Vĩ nhìn thẳng vào hai bọn họ. Cậu không quen biết họ, thấy hai người đứng sau lưng Đinh gia, còn tưởng đó là người Đinh gia. Nên cậu lại lên tiếng. Thế hai người có vấn đề gì à? Muốn làm kẻ thù của Tô gia chúng ta sao? Tô Vĩ nghiêm giọng nói. Sắc mặt bác cả Tạ gia tối sầm lại. Làm kẻ thù Tô gia. Bà Tạ không biết Tô gia có ý gì, nhưng ông ta thì biết rõ. Đây chính là gia tộc hạng nhất. Hơn nữa còn xếp hạng thứ hai trong các gia tộc hạng nhất. Một gia tộc lớn như vậy, dù Tạ gia bọn họ chỉnh hợp xong xuôi thành một thế gia, thì Tô gia chỉ cần nhúc nhích một ngón tay đã đủ để đè bẹp bọn họ. Sắc mặt ông ta lúc này rất khó coi, Tô thiếu gia nói đùa rồi, chúng tôi đâu có can đảm đó. Thế ý các ông là gì? Đến giờ một câu xin lỗi cũng không có, không phải muốn khiêu khích Tô gia chúng tôi chứ, Tô Vĩ thẳng tay cắt lời. Lần này, bác cả Tạ gia hoàn toàn bất lực. Ông ta chỉ biết nhìn Chu Dương với ánh mắt cầu cứu. Song bà Tạ, lại nhìn Chu Dương với ánh mắt đe dọa. Bà ta chỉ thẳng mặt Chu Dương, thiếu gia, xin cậu đừng giận, tôi là mẹ vợ của thằng phế vật này. Đây là lần đầu tiên bà ta thừa nhận thân phận mẹ vợ Chu Dương. Song trong miệng bà ta, anh vẫn chỉ là kẻ phế vật. Tô Vĩ nghi hoặc nhìn Chu Dương. Chu Dương gật đầu, không cần để ý tới bọn họ. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Chu Dương nói vậy, Tô Vĩ cũng sẽ nghe theo. Thế này đi, coi như chúng ta xử lý xong chuyện này rồi, Tô Vĩ nhìn Chu Dương nói. Chu Dương gật đầu. Đuổi được Đinh gia, coi như chuyện này kết thúc. Tô Vĩ lập tức rời đi. Trong đại sảnh giờ chỉ còn người nhà Tạ gia và Chu Dương. Bác cả Tạ gia nhìn Chu Dương đầy dè chừng. Còn bà Tạ thì không sợ anh một chút nào. Vì hình ảnh tên xúc sinh Chu Dương đã mọc rễ trong đầu bà ta. Dù anh có làm gì, bà ta cũng không coi đó là thực lực của anh. Sao mày không gọi người tới sớm hơn? Mày cố tình nhìn bọn tao bị cười nhạo à? Loại vô dụng nhà mày, chuyện còn con vậy làm cũng không xong. Còn muốn gả Tạ Linh Ngọc cho mày, đúng là ăn nói vớ vẩn. Bà Tạ chua ngoa mắng chửi. Quan tâm tôi làm gì? Lúc tôi mâu thuẫn với Đinh gia, không phải các người còn định đánh tôi sao? Chu Dương nhún vai. Đối với thái độ không biết đúng sai của bà Tạ, anh đã sớm quen rồi. Còn bác cả Tạ gia, thì sau chuyện này, lại xem xét kỹ lưỡng Chu Dương thêm lần nữa. Có thể khiến thiếu gia Tô gia gọi là lão đại. Sao Chu Dương có khả năng này? Hay là, còn có bí mật mà anh không muốn cho ai biết? Nên bác cả Tạ gia hỏi ngay, Chu Dương, quan hệ giữa cậu và thiếu gia Tô gia là như nào? Đến cả bà Tạ cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Dù bà ta vẫn nghi anh chỉ là thằng xúc sinh. Nhưng chuyện hôm nay không phải là giả, Chu Dương tùy tiện gọi thằng nhóc Tô Vĩ tới, dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn nhất của họ. Không có gì, là một người bạn thôi. Chu Dương ung dung trả lời, tôi giúp cậu ta, nên khi tôi có chuyện, cậu ta sẽ đỡ tôi chút thể diện. Cũng đúng là vậy. Dù quan hệ giữa hai người họ không hề mới đơn giản như thế, nhưng nếu tổng kết một cách dễ hiểu nhất, thì chính là như vậy. Nghe câu trả lời của Chu Dương, mặt bác cả Tạ gia thoáng chút thất vọng. Ông ta còn tưởng Chu Dương là nhân vật tầm cỡ thế nào. Hóa ra chỉ là tình cờ quen biết thiếu gia Tô gia thôi. Mối quan hệ bạn bè không đáng tin cậy này, bình thường giúp ăn một bữa cơm cũng dược, nhưng không thể kết thành mạng lưới bạn bè có ích. Bà Tạ khinh thường ra mặt. Vô dụng mãi là vô dụng, bao lâu rồi mà vẫn chẳng được tích sự gì. Còn không biết xấu hổ, biết người ta là thiếu gia Tô gia, mà không tự xem thân phận mình là gì, dám đứng cạnh người ta như vậy. Ngày nào cũng kết bạn với nhiều người, vậy mà bản thân vẫn chẳng có gì. Bà Tạ vừa nãy mất hết thể diện, nên giờ dùng hết sức xúc phạm Chu Dương. Như vậy bà ta mới cứu vớt được chút tự trọng của mình. Lúc này, Tạ Linh Ngọc không nhìn nổi nữa, mẹ nói đủ chưa, dù sao cũng là Chu Dương giúp chúng ta.
nếu không có Chu Dương, giờ không biết chúng ta sẽ ra thể thống gì đâu. Sắc mặt bà Tạ hơi khó coi. Dù bà ta mặt dày thế nào, thì cũng không phản bác lại được sự thật này. Bác cả Tạ gia cũng lúng túng, vì những lời này đâm trúng chỗ đau của ông ta. Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, giờ quan trọng nhất là việc thành lập Tạ gia, để Tạ gia trở thành một thế gia. Nói tới điểm này, ánh mắt bác cả Tạ gia ánh lên sự cuồng nhiệt. Thành lập Tạ gia, ông ta sẽ thành gia chủ. Mọi người nhanh chóng đến phòng VIP, những người thân Tạ gia khác, trong một khoảng thời gian ngắn đều đến nơi. Thật ra nhiều người bọn họ đã sớm có mặt, song thấy có mâu thuẫn giữa bà Tạ và Đinh gia nên chạy đi trốn. Nhưng bây giờ bọn họ lũ lượt xuất hiện, đi tới phòng VIP rồi thoải mái ngồi xuống, như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Nếu mọi người đã tập trung đông đủ, thì chúng ta không nói thừa thãi, ai cũng biết mục đích buổi họp hôm nay là gì. Tôi muốn tập trung mọi nguồn lực của Tạ gia để biến Tạ gia thành một thế gia. Nguồn lực ở đây không chỉ có nghĩa là những người trong gia đình chúng ta phải đoàn kết với nhau, mà điều quan trọng nhất là tài sản, mọi người hiểu không? Bác cả Tạ gia nhìn mọi người một lượt, ai bị ông ta nhìn đến đều vội vã cúi đầu. Đùa gì vậy, ai cũng biết trở thành con cháu thế gia là chuyện tốt. Nhưng bỏ tiền ra đâu phải chuyện đơn giản như thế. Tốt nhất là không ai bỏ tiền mà vẫn được hưởng lợi từ thế gia. Bác cả Tạ gia thở dài, ông ta đoán trước được chuyện này rồi. Lúc này, ông ta nhìn Tạ Linh Ngọc, người khác bác không biết, nhưng cháu có một công ty đúng không? Chương 893, phân chia cổ phần. Việc thành lập Tạ gia của chúng ta sau này sẽ lấy công ty cháu làm trụ cột, chắc là không có vấn đề gì chứ. Bác cả Tạ gia nói năng đâu ra đấy. Về cơ bản đây là sự thật đã được chốt từ rất lâu rồi, xét cho cùng thì cả Tạ gia không có sản nghiệp cố định nào có thể mang ra được. Cũng chính bởi mỹ phẩm duyệt kỷ của Tạ Linh Ngọc còn được coi là một công ty ra dáng. Tuy lần này bác cả từ nước ngoài về nhưng ông ta cũng không thể chuyển sản nghiệp từ nước ngoài về trong nước được. Những gì ông ta có thể mang về chỉ là một ít tiền trong thẻ ngân hàng mà thôi. Về phần tiền, chị y thực tế cũng không có nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, lý do bác cả Tạ ra từ nước ngoài trở về cũng chỉ vì không thể ở nước ngoài kiếm ăn được nữa. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tạ Linh Ngọc, cô chỉ có thể gật đầu một cách bất lực. Dù sao cô cũng đã nhận được tin tức từ lâu chứ không phải là không cần chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, giả như coi công ty của mình là chủ thể để thành lập Tạ gia trở thành một thế gia thì cũng không gây hại gì nhiều cho mỹ phẩm duyệt kỷ. Ngược lại, sau khi bơm thêm nhiều quỹ, mỹ phẩm duyệt kỷ sẽ phát triển thêm một bước lớn cũng chưa biết chừng. Câu hỏi duy nhất bây giờ là, nếu lấy mỹ phẩm duyệt kỷ làm trụ cột, thì toàn bộ Tạ gia sẽ ở trong trạng thái vận hành như thế nào? Đây là vấn đề mà Tạ Linh Ngọc quan tâm nhất, cũng là vấn đề mà Tạ gia cần phải giải quyết trước nhất. Là người đứng đầu Tạ gia, bác cả có lẽ sẽ có câu trả lời. Tạ Linh Ngọc chuyển sự chú ý sang bác cả Tạ gia. Quả nhiên, đối mặt với vấn đề này, bác cả khẽ ho một tiếng, vẻ mặt tự tin lão luyện bắt đầu chậm rãi kể ra tầm nhìn vĩ đại của mình. Trước hết, điểm quan trọng nhất là công ty của cháu được hợp nhất vào Tạ gia, trở thành một phần tài sản của Tạ gia. Trong quá trình này, điều không thể tránh khỏi là công ty không còn là của cháu nữa. Nói cách khác, mỹ phẩm duyệt kỷ có thể được đổi tên thành tập đoàn Tạ thị rồi. Đồng thời, cháu phải lấy cổ phần trong tay ra và chia sẻ nó với những người có mặt ở đây, cũng chính là tất cả các thành viên trong Tạ gia. Ngay khi những lời này nói ra, mọi ánh mắt của người Tạ gia đều trở nên sáng rực. Tạ Linh Ngọc chắc chắn là người giỏi nhất trong Tạ gia không phải nghi ngờ gì nữa, trong tay cô nắm giữ công ty mỹ phẩm trị giá hàng chục triệu. Trong những năm qua, những người trong Tạ gia không giờ khác nào không có ý đồ với Tạ Linh Ngọc. Tuy rằng họ ít nhiều đều nhận được lợi ích từ Tạ Linh Ngọc. Ví dụ, người gì cả của cô thường đến thăm nhà Tạ Linh Ngọc, hoặc vay tiền, hoặc mang theo một vài món đồ trang sức khi bà ta rời đi. Hay là một người con của nhà chú ba kết hôn, cũng vay tiền của cô. Có quá nhiều hiện tượng như vậy, nhưng căn bản không thể thỏa mãn được tham vọng của nhóm bà con này. Mục tiêu thực sự của họ luôn là công ty của Tạ Linh Ngọc. Nhận cổ phần của công ty, hoặc đơn giản là lấy công ty làm của riêng luôn.
Đây là mục tiêu của những người họ hàng này suốt thời gian qua, nhưng điều rắc rối là mỹ phẩm Duyệt Kỷ được thành lập bởi Tạ Linh Ngọc và không liên quan gì đến Tạ gia, điều này khiến họ căn bản không có cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ, cơ hội đã đến. Công ty của Tạ Linh Ngọc sắp trở thành của Tạ gia. Cổ phần của cô phải mang ra chia sẻ. Tại thời điểm này, không còn nghi ngờ gì nữa, mong muốn của mọi người là làm thế nào để Tạ Linh Ngọc nôn hết cổ phần ra, sau đó làm thế nào để họ nhận được nhiều cổ phần nhất. Có điều kế hoạch phân chia cổ phần còn chưa đưa ra, bọn họ nhất thời phải đè nén lại sự bồn chồn trong lòng. Lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của bác cả. Tất nhiên, bác biết rằng làm như vậy sẽ khiến cháu cảm thấy hơi thiệt thòi, bác cả nói tiếp, nhưng cháu đừng bao giờ nghĩ như vậy, là như vậy cũng là để Tạ gia có thể tiến xa hơn trong tương lai. Để thể hiện thành ý của mình, bác cũng sẽ bỏ ra 10 triệu để bơm vốn vào công ty cháu, đến lúc đó giá trị của công ty cháu sẽ tăng lên gấp đôi. Dù chỉ nắm giữ 50% cổ phần thì cháu vẫn sở hữu số tiền như vậy, có phải không? Người bác khéo léo dẫn dụ. Sắc mặt Tạ Linh Ngọc không chút thay đổi, cô chỉ gật đầu. Mặc dù giá trị công ty của hơn 10 triệu, nhưng nếu bác cả thực sự góp 10 triệu vào công ty và để cô chiếm 50% cổ phần, không phải là cô không thể chấp nhận. Nhưng e rằng ông bác còn có điều kiện khác. Quả nhiên, vừa dứt lời, sau khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc gật đầu, trong mắt bác cả thoáng hiện một nụ cười khó phát hiện ra. Tất nhiên, những gì bác vừa nói chỉ là một phép ẩn dụ. Cháu xem, cháu có một công ty trị giá hàng chục triệu, và bác đã mang ra 10 triệu tiền mặt. Sự đóng góp của hai chúng ta có thể nói là tương đương, đúng không? Nhưng hai người chúng ta có thể chiếm hết cổ phần được không? Điều này rõ ràng là không thích hợp. Nếu không, bữa tiệc gia đình hôm nay đã trở thành một cuộc hợp tác kinh doanh thuần túy giữa hai chúng ta, không hề liên quan gì đến toàn bộ Tạ gia. Sắc mặt Tạ Linh Ngọc hơi thay đổi, nhưng cô vẫn tiếp tục gật đầu. Những gì bác cả nói vẫn có lý. Tuy nhiên, nghe có vẻ hời cho hầu hết những người chẳng có chút đóng góp gì của Tạ gia. Nhưng cũng như vậy, bác cả cũng phải trả giá rất nhiều. Nếu bác cả thực sự sẵn sàng hy sinh rất nhiều chỉ vì sự lớn mạnh của Tạ gia, thì Tạ Linh Ngọc không ngại đi theo bác để giúp đỡ cả Tạ gia một tay. Bác cứ nói tiếp đi ạ, Tạ Linh Ngọc nói. Vậy thì, những gì tiếp theo đây chính là trọng tâm của cuộc họp hôm nay. Rốt cuộc nên dùng phương án như thế nào để phân chia cổ phần? Tôi có một bản nháp chưa hoàn thiện ở đây. Mọi người có thể nhận lấy và xem qua. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, có thể đưa ra cho tôi. Bác cả mỉm cười lấy ra một xấp tài liệu và phát cho mọi người. Tạ Linh Ngọc cũng có một bản, nhưng Chu Dương không có, vì vậy anh nghiêng người qua xem chung với Tạ Linh Ngọc. Thoạt nhìn, dường như không có vấn đề gì. Chỉ có điều, Chu Dương phát hiện trong này có quá nhiều bẫy văn bản và thủ thuật. Tài liệu này nhấn mạnh quá nhiều đến một chủ đề, đó là sau khi Tạ gia được thống nhất, tài sản của toàn bộ Tạ gia không còn thuộc về cá nhân mà là của tất cả mọi người trong Tạ gia. Vì vậy, trong việc phân chia cổ phần, cần phải giữ được sự công bằng nhất có thể để mọi người đều có được cổ phần. Mặc dù sẽ được thưởng tùy theo công lao của mình, nhưng Tạ Linh Ngọc, người làm nhiều nhất và đóng góp nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận được 30% cổ phần, thậm chí ít hơn. Trong đó, mọi người trong gia tộc cũng có thể có được các cổ phần khác nhau bằng cách bơm vốn vào công ty ở giai đoạn đầu. Đến giai đoạn sau, mọi người có thể nhận được số cổ phần khác nhau tùy theo sự đóng góp của mọi người đối với công ty. Về phần bác cả, với tư cách là gia chủ Tạ gia, sẽ được chiếm 40% cổ phần của công ty. Điều quan trọng nhất là chỉ có gia chủ mới đủ tư cách để phân chia cổ phần. Thậm chí, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Chương 894, người đàn bà ngu dốt. Đây chính là câu chết người nhất. Nói cách khác, bề ngoài thì dường như Tạ Linh Ngọc đã có được 30% cổ phần. Tuy nhiên, cô đã mất đi quyền lên tiếng trong Tạ gia. Còn bác cả Tạ gia chỉ với một câu nói đã có thể tước đi quyền phân chia cổ phần từ trong tay cô. Vốn đây là công ty của Tạ Linh Ngọc mà. Hơn nữa, giá trị công ty của Tạ Linh Ngọc không chỉ là 10 triệu, mà ít nhất là 20 triệu. Từ bỏ một công ty lớn như vậy, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Điều khoản này rõ ràng chính là điều khoản chí mạng. Sắc mặt Tạ Linh Ngọc dần trở nên khó coi.
Chỉ là trước khi cô kịp nói gì, bác cả đã mở lời hỏi trước, mọi người có vấn đề gì không? Không, cơ bản không có vấn đề gì. Mọi người đều đồng ý. Bác cười nhẹ rồi định trực tiếp đưa ra quyết định. Chu Dương lúc này mới nói, khoan đã, tôi có một câu hỏi. Cậu là cái gì? Đúng vậy, cậu hoàn toàn không phải người của Tạ gia, ai cho cậu xuất hiện ở đây? Có mặt ở đây đã đành, lại còn dám khua chân múa tay nữa, mau cút ra ngoài cho tôi. Chu Dương vừa mới lên tiếng, trước khi kịp nói ra câu hỏi của mình, thì đã bị mắng té tát. Anh không phản bác, chỉ lặng yên mỉm cười, đợi mọi người chửi xong. Chửi xong chưa, Chu Dương nhìn chung quanh hỏi. Mẹ kiếp, có biết mất mặt hay không đây? Phải đó, ông đây còn chưa mắng xong đấy. Mau cút ngoài đi, nếu không tôi mắng cho chết luôn. Anh mới nói ba chữ thì lại bị người ta tiếp tục mắng nhiếc. Chu Dương vẫn không phản kháng, rất lâu sau mới hỏi lại, lần này mắng xong chưa? Mọi người muốn tiếp tục chửi bới, nhưng bác cả đã đưa tay ra trấn áp tiếng nói của mọi người. Cứ để Chu Dương tiếp tục gây hấn tiếp hoàn toàn không được việc gì cả. Điều quan trọng hơn là giải quyết vấn đề. Hơn nữa, ông ta cũng không để ý Chu Dương sẽ nói cái gì, dù sao đây là sân nhà của ông ta. Cậu nói xem, cậu có câu hỏi gì? Người bác nhìn Chu Dương hỏi với thái độ khinh thường và trịch thượng. Vấn đề không quá lớn, nhưng mà, cá nhân tôi cho rằng Tạ Linh Ngọc mới là người góp công lớn nhất trong việc hình thành Tạ gia. Chứ không phải bác cả là ông. Công ty của Tạ Linh Ngọc từ lâu đã có giá trị hơn 20 triệu, còn ông chỉ góp 10 triệu. Dựa vào đâu mà ông lại trở thành gia chủ của Tạ gia vậy? Làm theo điều lệ mà ông đưa ra không vấn đề gì, chỉ có điều, gia chủ phải là Tạ Linh Ngọc. Chu Dương dửng dưng nói. Biểu hiện của anh không ti tiện cũng không khoa trương. Công bằng mà nói, yêu cầu này của anh không hề quá đáng chút nào. Việc phân chia cổ phần tùy thuộc vào các người. Mọi thứ đều tùy các người đặt ra. Chỉ là luận công lao lớn nhỏ thì Tạ Linh Ngọc sẽ trở thành gia chủ dựa trên y tất cả các quy tắc mà các người đưa ra, như thế có quá đáng không? Nếu quy định này đủ công bằng, không phải ai cũng có thể lên làm gia chủ hay sao? Chẳng phải ai đưa ra nhiều tiền nhất thì người đó lên làm gia chủ được sao? Sắc mặt bác cả hơi thay đổi. Chu Dương thành công đánh vào chỗ đau của ông ta. Nói quá đúng rồi, ông ta căn bản không biết phải phản bác lại thế nào. Vì quy định này hoàn toàn không công bằng. Nhưng sắc mặt ông ta chỉ thay đổi một chút mà thôi. Bởi vì ông ta biết rằng cho dù Chu Dương tình cờ chỉ ra cốt lõi của vấn đề thì cũng không thành vấn đề. Được rồi, ý kiến của cậu đã nói xong, cậu có thể đi được rồi. Đây là cuộc họp nội bộ của Tạ gia chúng tôi. Cậu không có quyền can thiệp vào. Tôi đã nể mặt cậu quá đủ rồi, để cậu nói ra vấn đề trong lòng. Chắc là cậu không có chỗ nào cảm thấy chưa đủ nữa chứ. Đối với câu hỏi cậu đưa ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét cẩn thận. Một sự chế nhạo thoáng qua chê y khuôn mặt của người bác. Cho dù cậu chỉ ra cốt lõi của vấn đề thì đã sao chứ? Ông đây lại không phải chỉ cần một câu là có thể khiến cậu biến ngay sao? Không có thực lực, cho dù cậu có không cam tâm tình nguyện thì đã sao nào. Sắc mặt Tạ Linh Ngọc cũng thay đổi. Lúc này, cô nhận ra rằng người bác, thậm chí cả Tạ gia đều đang coi cô như một kẻ ngốc. Bữa tiệc gia đình này không quá là một buổi họp mặt gia đình để thành lập Tạ gia. Nói đúng hơn, đó là một cuộc họp cướp bóc của Tạ gia để mổ xẻ tài sản của công ty Tạ Linh Ngọc. Chỉ có Chu Dương đứng ra bênh vực cô, bây giờ Chu Dương lại sắp bị đuổi đi. Cô không chỉ nhìn Chu Dương vẻ mặt căng thẳng, lúc này Chu Dương còn có thể bảo vệ được cô sao? Ồ, tôi không phải người nhà họ Tạ đúng không? Chu Dương hờ hững nhún vai, chê y mặt còn mang theo nụ cười nhạt, muốn đuổi tôi đi phải không? Được rồi, không thành vấn đề, mấy người tự mình chơi với nhau đi. Chúng ta đi thôi vợ, Chu Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tạ Linh Ngọc định đi ra ngoài. Tạ Linh Ngọc không có phản ứng. Theo bản năng đi theo Chu Dương ra bên ngoài. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong Tạ gia đều rối lên. Chu Dương có thể đi, nhưng Tạ Linh Ngọc phải ở lại. Cuộc họp hôm nay, nói trắng ra là để chia tài sản của Tạ Linh Ngọc, nếu Tạ Linh Ngọc đi rồi thì sẽ chia cho ai được. Đứng lại cho tôi. Lúc này, một tiếng quát sắc bén vang lên.
giọng nói đầy uy lực. Hống hách, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nghe giọng điệu căn bản không coi Chu Dương ra gì, hoàn toàn coi Chu Dương như một kẻ vô dụng, một kẻ thấp kém mới có thể phát ra âm thanh như vậy. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là bà Tạ. Mụ đàn bà không có não này. Chu Dương, tên phế vật như mày muốn làm gì? Mày muốn đi thì cứ đi đi, tại sao muốn đưa theo Linh Ngọc theo? Từ nay về sau, mày không có quan hệ gì với Linh Ngọc nữa. Bà Tạ vênh váo nói. Sau một lúc ngẩn ra, người của Tạ gia lần lượt giơ ngón tay cái lên với bà ta. Ngầu quá xá. Mụ già thật là quá tuyệt vời. Trước đó họ đã biết rằng bà Tạ một người đần độn, nếu không thì những người họ hàng này đã không lừa bà ta rất nhiều lần, vừa cắp vừa mượn từ nhà bà ta không ít đồ, mà quan hệ của bà ta với đám bà con này vẫn tốt như thế. Nhưng bây giờ, họ mới biết rằng bà Tạ ngu dốt đến mức nào. Thật sự đã khiến họ có cái nhìn hoàn toàn khác. Nếu biết sớm hơn, trước đây lẽ ra họ phải lừa bà ta nhiều tiền hơn. Với một người như bà ta, nếu bà ta có 1 triệu, bạn lừa bà ta mất 800 rồi khen bà ta một câu thật ngầu, đoán chừng bà ta sẽ phải vui rất lâu và sẽ không bao giờ tìm bạn để đòi lại số tiền 800 kia. Lúc này, mọi người trong Tạ gia mới bắt đầu hối hận. Hối hận vì trước đây đã bắt nạt bà Tạ quá ít. Bây giờ họ đang phân chia tài sản của con gái ta bà một cách công khai và trung thực, họ nghĩ rằng bà Tạ cũng sẽ tranh luận mấy câu, nhưng không ngờ bà ta đã đứng dậy và kêu Chu Dương đứng lại. Thím hai, thím cố lên tí nữa, khiến cho cái tên Chu Dương thối tha không sợ mất mặt đó cút thẳng khỏi Tạ gia, có người thêm dầu vào lửa cãi yêu ta xiết động bà Tạ. Chẳng mấy chốc, mọi người trong Tạ gia đoàn kết lại và bắt đầu tâng bốc bà Tạ, thím hai, thím thực sự quá là oai phong luôn. Đúng đó, quá uy nghiêm, phong thái của thím thật giống như một phu nhân của gia tộc lớn. Chương 895, Chu Dương thất bại. Bà Tạ bị những người này thổi lên tận mây xanh, đầu óc lơ mơ. Bà ta quá đỗi thích cái cảm giác này. Suy cho cùng, ước mơ cả đời của bà ta là trở thành một phu nhân giàu có. Đây cũng là lý do vì sao bà ta vẫn luôn kiên quyết muốn gả Tạ Linh Ngọc cho nhà giàu. Giờ những người này lại đang nói bà ta như thế nào cơ? Thật đúng là phu nhân nhà giàu. Có vẻ như khí chất của bà ta đã hoàn toàn theo kịp rồi. Giờ phút này, bà ta cảm thấy càng được thể, càng mắng mỏ Chu Dương ác hơn. Chu Dương, mày chỉ là một thứ rác rưởi. Bây giờ đây là yến tiệc thành lập thế gia của họ Tạ chúng tao. Mày có biết cái gì gọi là thế gia không? Sau khi Tạ gia trở thành thế gia, thì đã trở thành gia tộc giàu có. Gia tộc siêu phàm đó. Mày có thể đến đây để mở rộng tầm mắt thì cũng nên biết đủ rồi. Giờ lại còn làm loạn ở đây. Có phải mày đang hơi quá đà rồi không? Bà Tạ chửi một hơi liền, đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng o á yêu ta và đầy bá đạo. Sắc mặt Chu Dương ảm đạm, anh hoàn toàn không ngờ bà Tạ này lại thiểu năng đến như vậy. Bà có biết tại sao tôi muốn đưa Linh Ngọc theo không? Bản tài liệu lúc nãy chắc bà đã thấy rồi, bà có biết là nếu như đồng ý với điều khoản đó có nghĩa như thế nào với Linh Ngọc hay không? Nó có nghĩa là cô ấy sẽ mất tất cả, Linh Ngọc sẽ không còn gì cả, bà cảm thấy lúc đó bà sẽ là cái gì? Chu Dương giữ bình tĩnh và cố gắng thuyết phục bà Tạ, để bà ta thức tỉnh trở lại. Lúc này, bà Tạ thực sự đã có chút do dự. Bà ta thậm chí còn không đọc tài liệu vừa rồi. Bởi vì bà ta cảm thấy tất cả những người Tạ gia có mặt đều là người thân, chắc là không lừa mình đâu. Hơn nữa, trước đó bà ta cũng đã bị tẩy não quá nặng. Chê y thực tế, rất nhiều điều vừa nói đều là những gì trước đó bác cả đã nói với bà ta. Nói cái gì mà chỉ cần thành lập thế gia thì Tạ gia sẽ được coi là một gia tộc giàu có rồi. Đến lúc đó, với địa vị của bà ta ở Tạ gia, chắc chắn sẽ là phu nhân nhà giàu chính hiệu. Đối với 4 từ, phu nhân nhà giàu, đã khiến cho bà Tạ mở cả mắt. Đầu óc bà ta toàn những là, phu nhân nhà giàu, đâu lo được những thứ khác nữa. Lúc này sau khi nghe Chu Dương nói lúc này, bà ta mới bất giác nhìn Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc gật đầu với bà ta. Bà ta do dự trong khoảnh khắc. Nhưng điều đó xảy ra rất nhanh. Những người còn lại trong Tạ gia lại bắt đầu tẩy não bà ta. Thím hai. Đừng nghe tên nhóc thối tha đó nói nhảm.
Cậu ta chỉ đang ganh ghét không muốn thấy Tạ gia chúng ta tốt hơn thôi. Đúng vậy, sao thím có thể không có được gì chứ? Đợi Tạ gia chúng ta trở thành thế gia, thành gia tộc giàu có thì thím chính là phu nhân nhà giàu rồi. Linh Ngọc cũng là một đại tiểu thư giàu có. Linh Ngọc có thể bị những lời đường mật của tên nhóc thối tha đó lừa bịp, chẳng lẽ thím hai cũng không phân biệt được tên nhóc đó đang nói cái gì sao? Mọi người thi nhau tâng bốc và lừa bịp, thậm chí có người còn chơi chiêu ác, thím hai, chúng ta là bà con thân thích bao nhiêu năm nay rồi, thím thả đi tin cái tên phế vật đó cũng không muốn tin chúng tôi sao? Với câu nói này, bà Tạ hoàn toàn kiên quyết. Tên nhóc Chu Dương thối tha kia hẳn là đang lừa dối mình. Mình bắt nạt nó bao nhiêu năm nay rồi, hơn nữa cuối cùng còn đuổi nó ra khỏi Tạ gia, giờ hai người đã trở mặt với nhau lâu rồi, Chu Dương đã không còn tôn trọng mình như trước đây nữa thì làm sao nó có thể nghĩ cho mình được cơ chứ? Sau khi hiểu ra điểm này, bà Tạ lại nói, Chu Dương, mày đừng có giở cái trò này ra, tao sẽ không để mày lừa đâu. Linh Ngọc, con mau lại đây, tránh cái tên danh thối đó ra xa một chút. Bà Tạ ra lệnh cho Tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc lắc đầu. Lúc này, cô cũng phát hiện ra mẹ mình thực sự đáng ghét đến như thế nào. Bà ta là một người phụ nữ hoàn toàn không có đầu óc, rất dễ bị người khác lừa bịp, nhưng luôn không chịu tin vào người thực sự đối tốt với mình. Linh Ngọc, con dám chống lại mẹ đúng không? Sự từ chối của Tạ Linh Ngọc khiến bà Tạ vô cùng bức xúc. Bà ta cảm thấy rằng phẩm giá của mình đã bị thử thách. Tạ Linh Ngọc, tao đã vô cùng vất vả để nuôi mày khôn lớn. Mày lại định vì cái thằng danh thối tha đó mà trở mặt với tao phải không? Nếu hôm nay mày dám rời đi, tao sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với cái đổ vô lương tâm nhà mày. Bà Tạ dở ra chiêu ác. Đây là độc chiêu đối phó với Tạ Linh Ngọc. Bà ta biết quá rõ rằng con gái mình là một cô gái tốt bụng và hiếu thảo. Cho dù yêu cầu vô lý đến đâu, chỉ cần bà ta đe dọa Tạ Linh Ngọc bằng cách cắt đứt quan hệ giữa hai mẹ con, Tạ Linh Ngọc nhất định sẽ đồng ý. Chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt Tạ Linh Ngọc rằng có một lúc, khi cô muốn nói gì đó với bà Tạ, thì đột nhiên câm như hến. Bởi vì đột nhiên cô phát hiện ra rằng bất kể điều gì cô nói đều vô ích, cô không thể thuyết phục được mẹ mình. Bao nhiêu năm nay cô đã phải chịu thiệt thòi không phải một lần hai lần. Nếu muốn trách thì phải trách mình có một bà mẹ như vậy thôi. Cô quay trở lại chỗ ngồi của mình với vẻ miễn cưỡng chấp nhận số phận. Chu Dương cũng thở dài đi theo Tạ Linh Ngọc quay trở lại. Những người khác tiếp tục xúc phạm Chu Dương và yêu cầu anh cút ra ngoài. Kể cả bà Tạ, cùng muốn đuổi Chu Dương cút ra ngoài. Cuối cùng Tạ Linh Ngọc không nhịn được nữa, tôi ở lại, thì Chu Dương cũng phải ở lại. Điều này đã khiến mọi người im bặt. Cuộc họp tiếp tục. Được rồi, chuyện vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ thôi, mọi người đừng để bụng. Bác cả nhìn Chu Dương với vẻ dương dương tự đắc, hàm ý đã quá rõ ràng rồi. Không phải cậu thông minh sao? Không phải cậu ngầu lắm sao? Nhưng mà cậu có thể làm gì được chứ? Cậu không ngờ rằng bà Tạ lại ngu ngốc như vậy phải không? Chỉ cần còn bà già ngu đồn ấy ở đây, cậu chỉ có nước ngoan ngoãn mà nằm đó cho tôi. Chu Dương hờ hững nhún vai. Phải thừa nhận rằng vòng này anh đã thua ông bác Tạ gia này. Vậy nếu như mọi người đã không có câu hỏi gì nữa thì các điều khoản lần này có thể chốt được rồi chứ? Thu lại ánh mắt nhìn Chu Dương, bác cả tiếp tục nói. Ông ta khá nóng lòng muốn trở thành gia chủ Tạ gia rồi. Đến khi sở hữu toàn bộ Tạ gia thì tài sản của ông ta đã tăng lên mấy lần rồi. Bác cả, cháu còn có một câu hỏi. Lúc này một người khác của Tạ gia cũng giơ tay. Theo quy định chê y này, trong giai đoạn đầu, có thể nhận được cổ phần bằng cách rót vốn vào công ty. Tỷ lệ này được tính như thế nào? Tính toán như thế nào? Đương nhiên là tính theo giá cổ phiếu của tập đoàn mới thành lập. Chuyện này còn không đơn giản sao, Chu Dương hờ hững nói. Có tổng cộng 100 cổ phiếu trong một công ty. Và mỹ phẩm duyệt kỷ của Tạ Linh Ngọc trị giá 20 triệu. Sau khi bác cả rót vốn 10 triệu, thì sẽ đổi tên công ty thành tập đoàn Tạ Thị trị giá 30 triệu. Nếu ai muốn nắm giữ cổ phần trong tập đoàn này, cứ 1% cổ phần có giá trị trung bình là 300.000. Đây là thuật toán bình thường nhất, cũng có nghĩa là, trong giai đoạn đầu, nếu người Tạ gia muốn nhận thêm cổ phần, họ có thể mua chúng bằng cách lấy tài sản của chính họ ra.
ít nhất 300.000 1% cổ phần, ít nhất Chu Dương cho là như vậy. Có điều người đặt câu hỏi phớt lờ Chu Dương mà nhìn sang bác cả. Còn bác cả cũng cười nhạt, đương nhiên không phải, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, làm sao có thể theo phương thức tính toán bên ngoài được. Chương 896, lật lọng. Suy cho cùng tất cả chúng ta cũng là người nhà cả, số cổ phiếu dư cuối cùng đều là phần của chính chúng ta, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ dựa theo tỷ lệ số tiền của mọi người bỏ ra. Bác cả mạnh dạn hào phóng nói. Tạ Linh Ngọc sở hữu 30% cổ phần. Bác cả sở hữu 40% cổ phần. Cũng có nghĩa 30% còn lại, bác cả tặng không 20%, như vậy, thì chỉ còn thừa 10% cổ phần. 10% cổ phần này, bác cả định để người của Tạ gia đến mua lại. Hơn nữa cũng không có mức giá cố định, tức là mọi người tự bỏ số tiền mà mình muốn bỏ ra, đến lúc đó tính tất cả số tiền nhận được thành một, rồi sẽ chia cổ phiếu theo tỷ lệ tiền của mỗi người bỏ ra. Ví dụ tất cả các thành viên của Tạ gia bỏ ra tổng cộng 100.000 tệ. Trong đó cô hai Tạ gia bỏ ra 10.000 nhân dân tệ, như vậy cô hai chiếm 1/10. Nhận được 1/10 của 10% số cổ phiếu dư đó, cũng chính là 1/100. Chê y thực tế, phương pháp phân chia này khá thú vị. Công ty lúc này được định giá 30 triệu, 10% cổ phần sẽ có trị giá là 3 triệu. Nếu như tổng đầu tư của tất cả mọi người trong Tạ gia đạt tới 3 triệu, thậm chí vượt quá 3 triệu, vậy thì giá trị cổ phiếu này sẽ tăng gấp đôi. Khá giống với thị trường tài chính. Khá là công bằng, Chu Dương cũng không nói gì khi nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt. Vậy thì, mọi người bắt đầu tư càng cao, cổ phần sẽ càng nhiều, Chu Dương hứng thú nhìn mọi người rồi nói. Anh muốn xem liệu nhóm người này có tiêu hết tài sản của bản thân họ để được nhiều cổ phần hay không. Tôi sẽ đầu tư 2 triệu, Tạ Dũng nói trước. Tạ Dũng là con trai của gia đình cô hai, từng là phó tổng giám đốc của một công ty, việc hắn bỏ ra 2 triệu là chuyện không có gì lạ. Chỉ là khi bác cả nói rằng ông ta sẽ lập quỹ đầu tư, thì anh chàng này không nói một lời nào. Tôi đầu tư 1 triệu. 500.000. Không ngờ. Người của Tạ gia lại có nhiều tiền như vậy. Vừa nói chia cổ phiếu, đám người này đã muốn rút hết số tiền có trong tay. Chẳng mấy chốc, tổng số tiền đầu tư đã lên đến hơn 5 triệu. 5 triệu này sẽ dùng cho các hoạt động của tập đoàn Tạ Thị, đến lúc đó quy mô của tập đoàn Tạ Thị sẽ mở rộng hơn. Những thành viên của Tạ gia đã đóng góp quỹ có thể nhận được số cổ phần tương ứng. Tuy rằng lúc đầu đám người này không muốn bỏ ra một xu, nhưng lúc này toàn bộ bọn họ lại không hề cảm thấy xấu hổ mà nhảy ra đầu tư. Dù sao đối phương cũng là người của Tạ gia, có thể khiến bọn họ làm đến bước này, Chu Dương đã cảm thấy rất tốt rồi. Chỉ có điều anh quá ngây thơ. Đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của đám người Tạ gia. Tài sản 5 triệu, Tạ Dũng đầu tư 2 triệu, tương đương 2/5. Trừ ở trong 10% cổ phần thì cháu sẽ có được 4% cổ phần. Bác cả cười ha ha tuyên bố. Lúc này, sắc mặt của Tạ Dũng lập tức thay đổi. 4% cổ phiếu chỉ trị giá 1.200.000 tệ, nhưng hắn phải trả đầy đủ 2 triệu, điều này có nghĩa hắn đã lỗ 800.000 tệ. Tất nhiên, những người khác cũng vậy, bởi vì đã đầu tư quá nhiều tiền cho nên ai cũng bị mất trắng một phần. Ha ha, không ngờ mọi người dư giả của cải như vậy. Tạ Dũng nhìn quanh, nếu thế thì tôi cũng không cần phải giành giật với mọi người nữa. Nói thật, bây giờ tôi cũng mất việc rồi, khoản tiền 2 triệu này tôi hoàn toàn không tự chi trả được, phải đi vay mượn. Vốn tưởng rằng Tạ gia của chúng ta mới thành lập nên đang cần tiền gấp, tôi mới dám ba hoa khoác loác vậy. Nhưng giờ, tôi thấy mọi người đều khá giàu, cho nên số cổ phần này đều chia cho mọi người, tôi sẽ không đầu tư khoản tiền 2 triệu đó nữa. Tạ Dũng rõ ràng là người có tiền, nhưng không muốn bỏ ra một xu cho gia tộc chỉ vì lợi ích của bản thân, sau đó lại nói ra những lời hay dễ nghe ở trình độ đẳng cấp nhất. Thậm chí, hắn còn mặt dày quay lại chế giễu người khác, hoặc có thể hắn hoàn toàn không biết hai chữ mất mặt viết như thế nào. Đương nhiên đều là người của Tạ gia, những người khác cũng không kém cạnh gì nhiều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều rút tiền về. Không ai muốn có 10% cổ phần đó nữa. Xem ra mọi người đều như đang gặp khó khăn, vậy thì lần này đừng tranh giành với tôi nữa,
Tạ Dũng lại nhìn về phía những người khác, tôi không thể bỏ ra được 2 triệu, nhưng 100.000 tôi vẫn làm được. Tôi đầu tư 100.000, điều kiện của mọi người đều đang khó khăn, vậy thì không cần phải chạy đua theo nữa được chứ. Với 100.000 nhân dân tệ, hắn thực sự muốn mua được 10% cổ phần của tập đoàn Tạ Thị. Tất nhiên những người khác đều không bằng lòng, nhưng bọn họ cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục tăng giá theo Tạ Dũng, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Cho nên những người này cũng dồn dập ra giá, nhưng cái giá đưa ra thấp đến mức thảm hại, 30.000, 50.000, 3.000, 2.000. Thậm chí còn có người bỏ ra 500 tệ. Cuối cùng, tất cả số tiền mà người của Tạ gia góp được là 200.000 tệ. Với 200.000 mà những người này muốn mua cổ phần trị giá 3 triệu. Nhưng bác cả cũng bất lực, dù sao quy định cũng là do ông ta đề ra, ông ta bắt buộc phải thực hiện lời hứa của mình. Lúc này, tất cả mọi người của Tạ gia đều bật cười ha hả. Người này đều có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc từ ánh mắt của người kia. Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ Tạ gia đều không một ai bị chịu thiệt. Ngay cả bác cả sở hữu 40% cổ phần, trị giá 12 triệu. Ông ta chỉ đầu tư 10 triệu tệ, hơn nữa ông ta cũng nắm trong tay vị trí gia chủ của toàn bộ Tạ gia, có thể huy động nguồn lực của tất cả cửa hàng kinh doanh của Tạ gia. Nếu như không tính Tạ Linh Ngọc là người của Tạ gia, thì đây tất nhiên sẽ là một cái kết rất đẹp. Sắc mặt của Tạ Linh Ngọc xanh mét. Cô không có được gì, ban đầu vẫn còn đang là một công ty hoàn chỉnh, đột nhiên sau một cuộc họp chẳng ra làm sao, thì trong tay cô chỉ còn lại 30% cổ phần, hơn nữa còn mất hết quyền phát biểu trong công ty. Mặc dù nhìn bề ngoài, công ty của cô có vẻ phát triển hơn một chút, có số vốn đầu tư 10 triệu. Nhưng bây giờ công ty không còn là của cô nữa, vậy thì còn liên quan gì tới cô đây? Tôi trả 10 triệu. Đang lúc Tạ Linh Ngọc tuyệt vọng, thì Chu Dương thản nhiên nói. Đám người của Tạ gia đều sửng sốt trong chốc lát, dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn Chu Dương. Ý anh là gì? Rất đơn giản, 10% cổ phần còn thừa của các người, tôi sẽ bỏ ra 10 triệu để mua lại. Vẻ mặt hờ hững bình tĩnh của Chu Dương như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình. Lúc này, ánh mắt của những người khác của Tạ gia đều thay đổi. Cậu nhóc, cơm thì có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì không được nói bừa đâu. Tạ gia cho cậu ngồi ở đây cũng đã giữ thể diện cho cậu lắm rồi. Nhưng cậu lại muốn làm loạn hết lần này đến lần khác. Cậu thật sự cho rằng chúng tôi không dám đánh cậu sao? Tạ Dũng hung dữ nói. Nói đùa gì chứ? Hắn dùng 100.000 nhân dân tệ để chiếm 5% cổ phần của tập đoàn Tạ Thị, lúc này sao có thể để cho Chu Dương gây rối được? Chương 897, vô liêm sỉ cực độ. Chưa kể bọn họ thực sự thấy Chu Dương đến đây chỉ để gây chuyện, hoàn toàn không thể bỏ ra được khoản tiền 10 triệu. Mà nếu Chu Dương làm được thật, vậy thì 200.000 mà bọn họ góp sẽ không được chia thành cổ phần. Do đó, dù trong bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không để Chu Dương mua được số cổ phần này. Cậu có thể bỏ ra 10 triệu, đừng làm trò hề nữa. Nếu cậu có thể bỏ ra được 10 triệu, tôi sẽ ăn cái bàn này ngay lập tức. Đám người của Tạ gia đều cười nhạo nói. Ồ, thật chứ? Chu Dương khẽ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, tìm số dư trong tài khoản tiền tiêu vặt của mình, sau đó đặt lên bàn. Là một doanh nhân rất vững vàng và thành đạt. Đương nhiên Chu Dương không chỉ có một cái thẻ ngân hàng. Tuy rằng khoản cổ phần của công ty Danh Dương quả thực có giá trị tiền tỷ, nhưng Chu Dương hoàn toàn không muốn nhắc đến. Nếu muốn biến số cổ phần đó thành tiền mặt, thì cách duy nhất là bán cổ phiếu, song trước mắt Chu Dương không có ý định này. Nhưng bên cạnh hàng tỷ đó, anh vẫn còn hàng trăm triệu của tài khoản vốn lưu động. Hầu hết số tiền đều được cất giữ trong thẻ ngân hàng UBS. Những thứ khác, anh chia ra thành mấy cái thẻ ngân hàng vài chục triệu đồng để đề phòng trường hợp cần sử dụng tiền gấp. Bây giờ, số dư anh vừa kiểm tra trong một thẻ ngân hàng trị giá 10 triệu nhân dân tệ. Sau khi nhìn thấy số dư của tấm thẻ đó, toàn bộ người của Tạ gia đều im lặng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Chu Dương thật sự có thể bỏ ra được 10 triệu. Là 10 triệu. Bây giờ Tạ gia đã trở thành thế gia, tất cả nguồn quỹ để chuẩn bị chỉ có hơn 30 triệu. Mà Chu Dương chỉ tùy tiện chạm tay nhẹ một cái, đã có thể lấy ra một con số 10 triệu tròn trịa. Cậu lấy đâu ra số tiền này?
Có phải cậu lừa của Linh Ngọc không? Phản ứng của bà Tạ dữ dội nhất. Chu Dương chỉ là thứ rác rưởi. Trong suy nghĩ của bà ta, cho dù có bán Chu Dương cũng không thể có được cái giá 10 triệu. Cho nên 10 triệu này nhất định là do Chu Dương lừa được từ trong tay Tạ Linh Ngọc. Khoản tiền này tôi sẽ không chấp nhận, trừ khi cậu có thể chứng minh 10 triệu này là của cậu. Bà Tạ vừa nói vừa giật lấy điện thoại của Chu Dương, siết chặt trong tay, hơn nữa nhìn chằm chằm Chu Dương với thái độ đề phòng cảnh giác. Mẹ, số tiền này không liên quan gì đến con, nó thực sự là của Chu Dương, mẹ mau trả lại cho anh ấy đi. Tạ Linh Ngọc vội vàng nói. Cô đã rất áy náy với Chu Dương, vì Tạ gia nhiều lần gây khó dễ cho Chu Dương, đương nhiên cô sẽ không để bà Tạ cướp đi 10 triệu của anh. Chu Dương bình thản nói, nếu bà có mật khẩu thì cứ chuyển đi. Đó vốn dĩ là tiền của anh, chỉ cần anh muốn, thì anh sẽ có cách để lấy lại tiền, cho nên anh hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cùng lắm thì anh sẽ báo cáo lên trụ sở chính ngân hàng là được. Chờ đến khi cảnh sát đến, bà Tạ này cũng không thể giở trò quỷ quyệt được nữa. Chỉ có điều, anh không quá quan tâm đến khoản tiền này, đây cũng là nguyên nhân chính cho việc anh không hề cảm thấy lo lắng. Nhìn sắc mặt Tạ Linh Ngọc và Chu Dương, bà Tạ cũng hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ số tiền này thực sự là của Chu Dương? Nhưng Chu Dương lấy đâu ra khoản tiền 10 triệu này? Không phải là trúng vé số chứ? Nếu không sao anh lại có 10 triệu nhân dân tệ? Bà ta không hiểu lắm, cho dù anh có trúng vé số thì cũng phải nộp thuế trúng thưởng, sau khi nộp thuế xong thì con số này không thể tròn chính như vậy được. Có thể nói, nếu tiền tiết kiệm của một người chỉ có 10 triệu thì khả năng cao là toàn bộ tài sản của người đó đã lớn hơn số tiền này, và họ cố tình tiết kiệm như vậy thôi. Song bà ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mà vội xác định rằng Chu Dương nhất định có được 10 triệu này nhờ vào may mắn. Đồ vô dụng như Chu Dương sao xứng đáng được may mắn như vậy? Sao anh có thể xứng với 10 triệu này? Trong mắt bà Tạ, Chu Dương có được 10 triệu, chẳng khác gì một tên ăn mày đi một đôi giày chơi bóng rổ có giá trị hơn 10.000. Không xứng. Ít nhất thì bà ta cũng xứng hơn so với Chu Dương. Cho nên, bà ta đã hạ quyết tâm. Không cần biết 10 triệu này có phải là Chu Dương hay không, bà ta cũng sẽ giành lấy. Hơn nữa, bà ta cũng vô cùng thoải mái, không hề cảm thấy mình đang cướp mà cho rằng những thứ tốt đẹp chê y người Chu Dương vốn phải thuộc về bà ta. Bà ta mở lời. Cho dù là của nó thì đã sao nào, Tạ gia của chúng ta đã nuôi nó tròn 3 năm liền, còn cả bà mẹ già bệnh tật của nó nữa, nếu như không có chúng ta, thì nó sớm đã phơi thây ở ngoài đường rồi. Cho dù tiền là của nó thì 10 triệu này cũng đều phải thuộc về mẹ, như vậy đâu có quá đáng. Bà Tạ không sợ sệt gì cứ thẳng thừng mắng chửi. Tạ Linh Ngọc đỏ mặt vì tức giận, nhưng cô không có cách nào để đối phó lại được với mẹ của mình. Hơn nữa đám người của Tạ gia khi nhìn thấy cảnh này cũng nhướng mày, sôi nổi nói, đúng rồi, Chu Dương, cậu ăn ngủ ở Tạ gia thì mới có ngày hôm nay, 10 triệu này thuộc về Tạ gia là rất xứng đáng. Làm người vẫn phải có chút lương tâm, cậu không phải kẻ qua cầu rút ván đúng chứ? Họ nói rất nhiều lời khó nghe, Chu Dương suýt chút nữa thì phì cười. Anh cười khẩy nói, cho các người 10 triệu này là được chứ gì? Cũng không phải chuyện gì lớn lao cả, cùng lắm thì tôi lại bỏ ra 10 triệu nữa, tôi nhất định phải mua lại 10% cổ phần đó. Anh cũng không quan tâm đến 10 triệu kia. Nếu 10 triệu đó có thể giúp anh cắt đứt toàn bộ quan hệ nợ nần với Tạ gia, mặc dù bọn họ đã đoạn tuyệt từ lâu, nhưng Tạ gia có vẻ không nghĩ như vậy, họ luôn cảm thấy Chu Dương nợ họ. Chỉ cần 10 triệu này có thể khiến Tạ gia cảm thấy Chu Dương không còn nợ bọn họ nữa, vậy thì quăng chỗ tiền này cũng không có gì đáng tiếc. Song anh nhất định phải lấy được 10% cổ phần trong công ty của Tạ Linh Ngọc. Nhưng người của Tạ gia hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Chu Dương. Trong tai họ lúc này chỉ có 3 chữ. 10 triệu tệ. Tên nhóc này, lại có thể bỏ ra 10 triệu. Rốt cuộc thì anh phải giàu có đến cỡ nào? Ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi giống như sói dữ, liếc nhìn đánh giá Chu Dương từ trên xuống dưới. Vẫn còn 10 triệu nữa. Mau chóng đưa vào công quỹ cho Tạ gia. Đúng vậy, cả cái mạng này của cậu cũng là của Tạ gia, cho nên tiền của cậu đương nhiên cũng là cả Tạ gia. Thật sự không biết xấu hổ. Rõ ràng là giàu có như vậy mà trước giờ không chủ động nói ra một câu nào,
hay là sợ chúng tôi lấy tiền của cậu sao? Chu Dương đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của đám người Tạ gia. Khi anh cảm thấy như vậy cũng ổn thỏa rồi, người vô liêm sỉ nhất chắc chỉ đến mức này thôi, thì người Tạ gia lại khiến anh một lần nữa xem lại nhận thức của mình. Ồ không, hóa ra mức độ không biết xấu hổ này không phải là giới hạn của con người. Bọn họ vẫn còn có thể trơ trẽn không biết xấu hổ hơn nữa. Vành mắt của Tạ Linh Ngọc đỏ hoe, nhưng cô không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nắm chặt tay Chu Dương và lắc đầu với anh. Chu Dương không biết cô lắc đầu là có ý gì, có phải là cô muốn nói với anh rằng không cần phải tranh luận với Tạ gia hay không, hay là bảo anh đừng lấy thêm 10 triệu ra nữa. Chương 898, rời khỏi Tạ gia. Sau cơn chấn động, bà Tạ đồng ý sẽ nộp 10 triệu tệ này vào công quỹ của Tạ gia. Chị dâu thứ, chị đưa 10 triệu này cho công ty của gia tộc là được rồi, chúng ta là một gia tộc lớn đều làm như vậy. Đúng đó thím hai, 10 triệu này ở trong tay chị cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu chị đưa vào công ty, tiền đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc mà trở thành 20, 30 triệu luôn. Tới lúc đó, chị chỉ cần yên ổn làm bà chủ giàu có, không cần đụng đến bất kỳ chuyện gì nữa. Sau một hồi lay động, bà Tạ đồng ý, hiển nhiên bà ta đã coi 10 triệu đó là của mình. Còn tất cả người Tạ gia vẫn đang ép Chu Dương lấy ra thêm 10 triệu. Bỏ ra 10 triệu nữa đương nhiên không phải chuyện khó khăn gì với Chu Dương. Thậm chí còn dễ như trở bàn tay, hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì đến anh. Chỉ có điều, anh đã nhìn thấu bản chất của đám người này. Bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn nổi đám côn trùng hút máu này. Và lại, họ cũng sẽ chẳng lưu lại được ấn tượng tốt gì trong cảm nhận của họ. Nếu đã như vậy, anh cần gì phải phí sức lấy lòng? Tạ gia có đám người này nhất định sẽ diệt vong. Không ai cứu nổi họ. Chu Dương lắc đầu, anh đã nhìn thấy được tương lai của Tạ gia. Mấy người muốn lấy gì thì lấy đi, di động đưa cho mấy người rồi, nhưng 10 triệu kia có lấy được hay không, còn tùy vào bản lĩnh của mấy người. Chu Dương nói, anh dùng di động của Tạ Linh Ngọc, chuyển 10 triệu sang tài khoản ngân hàng khác. Trong chốc lát, thẻ ngân hàng chê y điện thoại trong tay bà Tạ đã không còn tiền. Nếu mấy người không muốn bán, vậy thì tôi không mua cổ phiếu nữa, mấy người muốn chơi sao thì chơi, về phần tiền, tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ một xu. Chu Dương lạnh lùng nói. Sau khi nghe những lời này, sắc mặt đám người Tạ gia khó coi như ăn phải phân. Bọn họ tranh cãi nửa ngày trời, kết quả là một xu cũng không có. Chu Dương, cậu như vậy là không đúng, 10 triệu đó đã thuộc về Tạ gia rồi, Tạ Dũng trầm mặc nói. Ồ, Chu Dương thờ ơ đáp lại một tiếng, anh không phản bác. Coi cho là thế đi, dù sao tiền ở trong tay tôi, anh muốn nói gì cũng được. Thái độ dửng dưng cộng thêm những lời nói của Chu Dương, suýt chút nữa khiến Tạ Dũng tức ói máu. Muốn nói gì thì nói là sao, mau đưa tiền cho tôi đi. Nhưng hắn cũng hết cách, dù sao tiền đang ở trong tay Chu Dương. Vì vậy hắn quay qua bà Tạ, thím hai, ý của thím là gì? Thím đã đồng ý đưa tiền đến công ty của Tạ gia rồi, bây giờ lại lấy đi, thím đang đùa chúng tôi sao? Hay lời nói của thím không có tác dụng gì với Chu Dương? Đám người Tạ gia hùa theo lời nói của Tạ Dũng, bắt đầu thi nhau chỉ trích bà Tạ. Bà Tạ chết lặng. Ban nãy bà ta mới chỉ lấy di động của Chu Dương thôi, nhìn số dư bên trong, vô thức cảm thấy mình đã có được 10 triệu rồi. Nhưng Chu Dương chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vài cái là có thể khiến 10 triệu đó biến mất. Bà ta bỗng nhiên nổi giận, Chu Dương, mày dám lừa tao. Mau giao 10 triệu ra đây. Chu Dương không thèm đếm xỉa đến bà ta mà liếc nhìn Tạ Linh Ngọc. Vợ à, em thấy thế nào, chuyện này, em vẫn có thể nhúng tay vào sao? Ẩn ý của Chu Dương là muốn Tạ Linh Ngọc rời khỏi Tạ gia, để Tạ gia tự sinh tự diệt. Đương nhiên Tạ Linh Ngọc hiểu ý của Chu Dương, cô cắn chặt môi, rõ ràng đang khó xử. Cô bối rối, nhưng bà Tạ lại không định buông tha. Chu Dương, mày nói gì với Tạ Linh Ngọc hả? Linh Ngọc, mẹ cảnh cáo con tránh xa tên hèn mọn này ra. Bây giờ, bảo nó đưa 10 triệu ra đây, hai đứa nhanh chóng ly hôn, từ nay về sau không cần gặp lại nó nữa. Hành động của Chu Dương chọc bà Tạ vô cùng tức giận. Vì vậy bà ta hạ quyết tâm,
bắt Chu Dương giao hết tiền ra sau đó bảo Tạ Linh Ngọc tuyệt giao với anh. Có người nhắc bà ta là 20 triệu, bà Tạ ngay lập tức tăng số tiền lên 20 triệu. Bà ta cảm thấy bắt Chu Dương lấy ra 20 triệu sau đó cuốn xéo, làm như vậy không hề quá đáng. Dù bà ta đối đãi với Chu Dương thế nào cũng không thấy quá đáng, hơn nữa Chu Dương nhất định phải đồng ý. Tiếc là, lần này bà ta phải thất vọng. Linh Ngọc, xem ra lần này anh không nên xuất hiện ở đây. Chu Dương từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn bà Tạ sau đó xoay người bước ra ngoài. Bà Tạ vẫn còn định mắng chửi, Tạ Linh Ngọc đột nhiên đứng dậy. Đúng, Linh Ngọc, ngăn nó lại. Hôm nay không bắt nó giao ra 20 triệu, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, bà Tạ gào lên. Tạ Linh Ngọc quay qua nhìn bà, thất vọng lắc đầu. Mẹ khiến con thất vọng quá. Chu Dương, em đi với anh. Nói xong Tạ Linh Ngọc nắm lấy tay Chu Dương. Sau đó, hai người cùng nhau rời khỏi phòng VIP. Con nhỏ chết tiệt này, nó có ý gì? Bà Tạ không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm cửa phòng, lẩm bẩm. Thực tế, bà ta đã mơ hồ nhận ra thông qua ánh mắt vừa rồi của Tạ Linh Ngọc. Dường như, dù đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, Tạ Linh Ngọc cũng sẽ không đứng về phía bà ta. Chỉ là, bà ta không dám tin. Đó là con gái của bà ta. Từ nhỏ đến lớn đều bảo gì nghe nấy, sao có thể dám đoạn tuyệt quan hệ với bà ta được chứ? Bà ta lẩm bẩm, tự an ủi mình, đồ vô ơn, đợi sau khi về nhà, tao nhất định sẽ dạy dỗ mày thật tốt. Bà Tạ không quan tâm lắm, sau khi Chu Dương và Tạ Linh Ngọc rời đi, ánh mắt đám người Tạ gia đều thay đổi. Ha ha, thím hai, tôi thấy Tạ Linh Ngọc sẽ không về nhà nữa đâu. Có ý gì hả, bà Tạ cau mày. Rất đơn giản, Linh Ngọc nhà thím, bị Chu Dương dụ đi rồi, cô hai quái gở nói. Đúng đó, thật vô dụng, đến cả con gái mình cũng không quản được. Còn nói sẽ bỏ vào công ty của Tạ gia 10 triệu, tôi thấy bây giờ 10 triệu này bị cuỗ mất rồi. Linh Ngọc và Chu Dương đã tức giận rời đi, bà nói xem bà còn ngồi đây làm cái gì nữa. Đột nhiên, tất cả mọi người bắt đầu đổ hết lỗi lầm lên bà Tạ. Bà Tạ hơi hoảng hốt, các người có ý gì đây? Chút tiền đó là các người bảo tôi đòi mà, bây giờ sao lại đổ hết lỗi lên người tôi? Với lại, sở dĩ Tạ gia có thể đứng vững được là dựa vào công ty mỹ phẩm của con gái tôi đúng chứ, hỏi tôi ngồi đây làm gì? Tiền của Tạ gia, phần lớn đều là của chúng tôi phải không? Bà Tạ liều mạng đấu tranh, càng nói càng lớn tiếng. Chỉ là, nhìn ánh mắt của đám người Tạ gia, bà ta dường như nhận ra mình vùng vẫy thế nào cũng vô nghĩa. Chương 899, phản kích. Quả nhiên, mấy người Tạ gia nhanh chóng phản ca Iota CS. Chị dâu thứ, lời này của chị là có ý gì? Chị nói là toàn bộ Tạ gia này đều là của chị hả? Đùa gì thế, chúng tôi không bỏ tiền, không góp sức sao, một người Tạ gia nói. Ý bà Tạ đang muốn nói là bọn họ thực sự không hề bỏ tiền, bỏ có 200 ngàn đã coi là đóng góp sao? Về chuyện góp sức, đùa chắc, từ khi công ty của Tạ Linh Ngọc thành lập đến nay, bọn họ ngoại trừ mượn tiền thì còn giúp được cái gì? Chẳng qua là đến dự một cuộc họp ngày hôm nay thôi, đó cũng tính là góp sức ư. Bà ta định nói những lời này, nhưng lại không thể nói ra, vì người khác không hề cho bà ta cơ hội để nói. Chị dâu thứ, nếu chị nói thế, tức là không xem mấy người chúng tôi là người nhà rồi. Đã như vậy, chị cũng không cần thiết ngồi ở đây nữa, mau về nhà trông coi Linh Ngọc nhà chị đi, ngồi đây cùng chúng tôi làm gì. Mọi người đồng loạt gật đầu, trong chốc lát, bà Tạ chợt nhận ra cảm giác bị cô lập là thế nào. Những người này rõ ràng toàn đưa ra những yêu cầu vô lý. Nhưng chỉ có bà ta biết, còn người khác đều tỏ vẻ đương nhiên phải vậy. Tình cảnh này, dường như khá quen thuộc. Nhưng bà ta vẫn không nhớ lại đây là dáng vẻ mình từng có và mình từng đối xử với Chu Dương như vậy. Bà ta cảm thấy mình không sai, không có bất kỳ lỗi lầm nào, chỉ thấy tủi thân. Sao mấy người có thể nói như vậy? Được rồi, các người nhất định phải nói như vậy đúng không? Vậy thì trả công ty của Linh Ngọc lại cho chúng tôi, thế gia này không cần thành lập nữa. Bà Tạ nhìn chằm chằm vào mấy khuôn mặt quen thuộc. Hy vọng có thể thấy được chút đồng tình trong ánh mắt họ. Chỉ có điều, ánh mắt những người này đều rất hờ hững. Còn có người nhếch mép cười khẩy.
Chị dâu thứ, chị đang đùa đấy à? Trả lại công ty cho các người. Bây giờ công ty này đã không còn là của các người từ lâu rồi, chị còn chưa rõ sao? Hiện tại gọi là tập đoàn Tạ Thị. Chúng tôi cũng góp tiền góp sức, mở rộng quy mô công ty thêm nhiều như thế. Hơn nữa chúng tôi còn chia cho Tạ Linh Ngọc 30% cổ phần, các người đâu có thiệt thòi gì. Tạ Linh Ngọc đã đồng ý rồi, bà còn nói gì ở đây nữa? Chuyện gì cũng không hiểu, không biết xấu hổ, mau về nhà đi. Bà Tạ chỉ có thể hướng ánh mắt vào bác cả Tạ gia. Bác cả Tạ gia thở dài. Ông ta không hề cảm thấy người Tạ gia làm vậy là quá đáng, trái lại còn thấy rất đúng đắn. Chính vì người Tạ gia như vậy cho nên ông ta mới thu được lợi ích lớn nhất. Chỉ với cái giá vẻn vẹn 10 triệu, ông ta đã thành công giành được công ty từ Tạ Linh Ngọc, còn trở thành gia chủ. Xong, ông ta cũng đã nhìn thấu bộ mặt của đám người Tạ gia này rồi. Mấy kẻ này có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể để cổ phần thật sự rơi vào tay họ. Nếu không, vị trí gia chủ của ông ta ngồi chưa nổi mấy ngày, tập đoàn Tạ Thị đã phá sản. Vì vậy ông ta mới thở dài. Tiếng thở dài này chính là than thở vì Tạ gia không có lấy một người hữu dụng, đến lúc đó, ông ta lại trở thành kẻ cô độc lẻ loi. Nhưng cũng không sao hết. Vốn dĩ chỉ là một đám thân thích không quan trọng thôi, đợi đến khi chiếm được toàn bộ tài sản của Tạ gia, ông ta sẽ loại bỏ từng người một mình độc chiếm quyền thế không phải quá tuyệt vời sao. Vì vậy ông ta liền thả lỏng, liếc nhìn bà Tạ. Khẽ gật đầu. Ừ, đúng, tập đoàn Tạ Thị được thành lập rồi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Và lại hiện giờ Tạ Linh Ngọc bỏ dở giữa chừng, tôi thực sự nghi ngờ nó không đủ tận tâm với Tạ gia, vì vậy, tôi quyết định sử dụng quyền hạn của gia chủ, thu hồi lại 20% cổ phần trong tay nó, phân chia cho mọi người ở Tạ gia. Bác cả Tạ gia thẳng thừng nói, bây giờ ông ta vẫn cần dùng đến đám người Tạ gia, vì vậy ông ta không ngại chia thêm cho họ chút cổ phần. Dù sao sớm muộn gì ông ta cũng sẽ lấy lại. Nghe bác cả Tạ gia nói vậy, cả căn phòng đầy tiếng hoan hô reo hò. Bây giờ, trong tay Tạ Linh Ngọc chỉ còn lại 10% cổ phần. Có thể nói, bọn họ đã hoàn toàn đuổi được Tạ Linh Ngọc ra ngoài. Sắc mặt bà Tạ trắng bệch. Nhưng làm sao được đây? Người của Tạ gia sẽ không vì sắc mặt bà ta không tốt mà thông cảm. Bà Tạ lại không hiểu những thứ này. Muốn thanh minh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể trơ mắt bị người khác đuổi ra ngoài. Đến đây, Tạ gia coi như đã chính thức thành lập. Mỹ phẩm duyệt kỷ của Tạ Linh Ngọc cũng chính thức đổi tên thành tập đoàn Tạ Thị, trở thành trụ sở chính của tập đoàn. Tạ Linh Ngọc sở hữu 10% cổ phần, bác cả Tạ gia sở hữu 50%. Còn bà Tạ, một mình lẻ loi trở về nhà, đến tận lúc này bà ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề là gì. Tại sao những người thân thích kia lại đột nhiên nhắm vào bà ta, chẳng lẽ bà ta thực sự đã làm sai chuyện gì? Cúi đầu trước kẻ mạnh là sở trường của bà Tạ. Mà mấy người Tạ gia kết hợp lại để loại trừ bà ta là một chuyện khó lòng chấp nhận nổi, bà ta không thích bị gạt bỏ, vì vậy, dù rất hiếm hoi, nhưng bà ta bắt đầu suy ngẫm xem mình đã làm sai điều gì. Tất cả là tại Chu Dương. Bà ta đưa ra kết luận. Nếu không phải tại Chu Dương lấy tiền đi, nếu Chu Dương chuyển luôn 20 triệu cho bà ta, thì nhất định bà ta sẽ không bị loại trừ. Bên này, Tạ Linh Ngọc cùng Chu Dương quay về Vịnh Lục Cảnh. Có vẻ như trong lòng Tạ Linh Ngọc vô cùng nặng nề. Có phải em rất bất hiếu không? Tạ Linh Ngọc cười khổ sở, nhìn Chu Dương và hỏi. Chu Dương đau lòng lắc đầu. Trước kia là vì Tạ Linh Ngọc, nên anh mới nhẫn nhịn bà Tạ lâu như vậy. Nhưng rõ ràng, người như bà Tạ sẽ không vì anh khoan dung bà ta, đối xử tốt với bà ta mà thay đổi. Không phải em bất hiếu, lúc trước em quá thật thà. Bây giờ làm như vậy, mới là hiếu thuận. Để mẹ em nhìn cho rõ bộ mặt thật của đám người Tạ gia, đến lúc đó em quay về báo hiếu, đó mới thật sự là hiếu thảo. Chu Dương nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tạ Linh Ngọc khẽ gật đầu, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn băn khoăn, bà Tạ thực sự sẽ thay đổi sao? Nếu cô biết được kết luận cuối cùng của bà Tạ, e rằng sẽ tức chết. May thay, lúc này cô hoàn toàn không biết gì, với lại, sau này cũng không biết được, vì cô định ở cùng Chu Dương tại Vịnh Lục Cảnh một khoảng thời gian. Anh sẽ không đuổi em đi đấy chứ, chúng ta là vợ chồng,
anh không có quyền đuổi em đi. Tạ Linh Ngọc lấy lại tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô nói ra mấy lời nói đùa hiếm hoi. Chu Dương hơi sửng sốt. Anh không ngờ Tạ Linh Ngọc lại đột nhiên nói đùa với mình. Mặc dù rất muốn đồng ý, chỉ là, anh không thể đồng ý ngay. Bởi vì, anh không ở trong biệt thự này lâu, không tới mấy ngày nữa anh sẽ cùng Ngưu Xuyên đi đến Thánh Sơn. Ngay khi anh đang nghĩ cách giải thích, bỗng nhiên Tạ Linh Ngọc phát hiện ra một chuyện. Mẹ đâu rồi? Mẹ không có nhà sao? Chương 900, cổ phần 500 tệ. Tạ Linh Ngọc không hề biết chuyện Chu Dương đã đưa mẹ anh tới chỗ Thẩm Bích Quân. Chu Dương cũng không dám cho cô biết, bởi suy cho cùng Tạ Linh Ngọc mới là vợ của anh. Đưa mẹ mình tới nhà người phụ nữ khác còn ra thể thống gì. Nhưng lúc đón Tạ Linh Ngọc tới, anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ Tạ Linh Ngọc hỏi, anh mới bỗng giật mình, ấp a ấp úng tìm cớ. Bởi vì hai ngày nay anh phải đi xa một chuyến, một mình mẹ anh ở đây cũng không phải lắm, nên anh đã bố trí cho mẹ ở nhà một người bạn. Chu Dương cố gắng nói với vẻ tự nhiên nhất. Nhưng Tạ Linh Ngọc vẫn không tin. Mẹ không thích ở một mình sao? Trước kia lúc chúng ta tới tỉnh Tương Tây, mẹ vẫn ở đây một mình mà. Anh bảo đưa đến nhà bạn. Bạn nào vậy? Sức khỏe mẹ cũng không tốt, anh để mẹ ở nhà bạn cũng không tiện, giờ em về rồi, để em chăm sóc mẹ cho. Nói xong, bỗng Tạ Linh Ngọc nhớ ra chuyện gì đó, phải rồi, anh bảo hai ngày nay anh đi công tác xa. Đi đâu thế, sao trước đó không thấy anh nói gì? Đây đều là một loạt câu hỏi chí mạng. Chu Dương không thể trả lời câu nào cả. Đột nhiên anh cảm thấy đầu mình như phình to ra. Vợ à, em đừng nghĩ nhiều nữa, phải trả lời từng cái một chứ, đúng không? Anh xa nhà là có chuyện riêng, cũng quyết định ngay trong lúc đó nên không nói cho ai. Còn về mẹ anh đã sắp xếp xong rồi, em không cần lo đâu. Nếu như được thì em cứ nghĩ cách giải quyết chuyện của Tạ ra đi, em không thể cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ em được. Mặt mày anh nghiêm túc, trông như thể rất quan tâm tới Tạ Linh Ngọc. Chứ thật ra là anh đang lái sang chuyện khác. Đương nhiên, anh lái rất khéo léo, chẳng mấy chốc Tạ Linh Ngọc đã bị lừa. Quả thật cô không định cắt đứt quan hệ mẹ con với bà Tạ. Sở dĩ cô đi theo Chu Dương là vì cô quá thất vọng với bà Tạ, cho nên muốn cho bà Tạ một bài học kinh nghiệm. Giờ cũng đã dằn mặt xong rồi, cô phải làm lành với bà Tạ như nào đây? Còn cả tương lai của công ty cô và toàn thể Tạ ra nữa, phải làm sao bây giờ? Theo xu hướng phát triển như hiện nay, Tạ Linh Ngọc đã thấy được viễn cảnh Tạ ra bị diệt vong. Đương nhiên, cùng với sự sụp đổ của Tạ ra, còn có cả công ty một tay cô gây dựng nữa. Cô rất đau lòng, nhưng thực tế cô cũng biết, cô không thể cứu vãn Tạ ra khỏi cảnh diệt vong. Đám người Tạ ra đúng là hết thuốc chữa. Chu Dương, em định mở một công ty, anh thấy sao? Tạ Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Dương, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Cô định bán bỏ số cổ phần trong tay, cầm số tiền bán được rời khỏi Tạ gia, rồi mở một công ty mới. Còn về bà Tạ, cô cũng không lo lắng lắm, dù sao hai người cũng là mẹ con, tuy là đang cạch mặt nhau, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề ngoài mặt. Nếu Tạ gia sụp đổ, trong tay bà ta không có đồng nào, chắc chắn bà ta sẽ chủ động tìm tới cô, chuyện này thì Tạ Linh Ngọc vô cùng tự tin. Vấn đề là Tạ gia sẽ cho em bán cổ phần sao? Chu Dương mỉm cười, bình tĩnh chỉ ra vấn đề trong kế hoạch của Tạ Linh Ngọc, nếu em có ý định đó, anh khuyên em thực hiện nhanh còn kịp. Bởi nếu để Tạ gia biết được tin này, e là ngay cả một xu tiền cổ phần em cũng không có. Tạ Linh Ngọc sốc, bởi trong lòng cô cũng nghĩ vậy, cô vội vàng tra số cổ phần mà cô nắm giữ. Thế nhưng chỉ có 10% cổ phần. Tạ Linh Ngọc sững sờ. Mới cách đây không lâu, cô vẫn có 30% cổ phần mà. Sao đột nhiên lại biến thành 10% rồi? Theo bản năng cô phải gọi hỏi cho rõ chuyện, nhưng lại bị Chu Dương ngăn cản. Giờ em gọi điện thoại cũng đâu có ý nghĩa gì, đúng không? Chu Dương chậm rãi nói. Tạ Linh Ngọc hơi sửng sốt, mặt hiện lên vẻ hiu quanh, rồi gật đầu. Phải nhỉ, mặc kệ việc tại sao cổ phần lại bị thiếu hụt, chắc chắn là do người trong Tạ gia nhúng tay vào. Chẳng cần biết đám người đó tại sao lại làm vậy. Tóm lại họ đã lấy cổ phần rồi thì rất khó để đòi lại.
đáng ra ngay từ đầu cô không nên ký điều khoản của ngang ngược đó. Cổ phần của tất cả người trong Tạ gia đều đứng tên gia tộc Tạ Thị, và gia chủ có quyền điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của mọi người bất cứ lúc nào. Ký vào điều khoản đó cũng đồng nghĩa với việc Tạ Linh Ngọc chẳng còn cổ phần nào nữa. Việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng bán tháo 10% cổ phần trong tay đi. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cô biết tìm ai đây? Có muốn trả thù Tạ gia không? Trên y mặt Chu Dương chợt hiện ra nụ cười gian xảo. Trả thù Tạ gia, Tạ Linh Ngọc hỏi. Nói thật, Tạ Linh Ngọc chưa từng có ý nghĩ như vậy. Dù Tạ gia có làm chuyện gì quá đáng thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc trả thù. Nhưng cô chưa nghĩ tới thì Chu Dương đã nghĩ xong cho cô từ lâu rồi. Hiện giờ trong tay Tạ Linh Ngọc chỉ còn 10% cổ phần. 10% cổ phần này trên y thị trường cổ phiếu cũng chỉ có giá 3 triệu tệ, hơn nữa cũng chẳng thể bán được ngay. Quan trọng hơn là không được để Tạ gia biết chuyện. Nên Chu Dương định mua lại 10% cổ phần này. Bỏ 500 tệ tiền vốn. Tạ Linh Ngọc sẽ chuyển thẳng cổ phần cho anh, còn anh sẽ chuyển 500 tệ vào tài khoản Tạ gia. Đương nhiên, 500 tệ này chỉ là tiền trả cho Tạ gia. Số tiền còn lại anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của Tạ Linh Ngọc. Dù sao toàn bộ số cổ phần đều đứng tên Tạ gia, muốn bán số cổ phiếu này thì phải thông qua tài khoản của Tạ gia. Cho nên Chu Dương mới nghĩ ra cách đó. Ban đầu Tạ Linh Ngọc vẫn hơi do dự. Cô không dám tưởng tượng, lúc người của Tạ gia nhận được 500 tệ đó sẽ có biểu cảm như nào. Chắc chắn họ sẽ gọi điện tới chửi mình, đây là điều mà cô không muốn thấy. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã nghĩ thông suốt. Dù có đối xử tốt với đám vong ân bội nghĩa Tạ gia đó cũng vô ích thôi, đến khi đó phải chửi thì họ vẫn cứ chửi. Nếu như vậy, tại sao Tạ Linh Ngọc còn nhân từ với họ làm gì? Tại sao phải suy nghĩ cho cảm nhận của họ? Do đó, cô không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn. Cô lập tức ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, rồi chuyển lại cổ phần mà cô đứng tên cho Chu Dương. Còn Chu Dương cũng chuyển cho Tạ gia 500 tệ, sau đó chuyển tiếp cho Tạ Linh Ngọc 3 triệu tệ. Trong phòng VIP ở Thúy Hồ Cư, Tạ Linh Ngọc rời khỏi chưa được bao lâu, bữa tiệc gia đình của Tạ gia vẫn chưa kết thúc, lúc này điện thoại của bác cả Tạ gia vang lên. Nhận được 500 tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.